Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1341, cứ thế giết rồi sao? Gã thanh niên thấy nàng ta thì cung kính hành lễ, Phương Tuyết sư tỷ. Cô gái tên Phương Tuyết ấy đi đến trước, vừa rồi có chuyện gì? Có một tên kiếm tu đến tìm An học tỷ, đối phương nhanh nhảu đáp. Kiếm tu ư? Phương Tuyết khẽ nhíu mày, nói với Diệp Huyên, người đến từ kiếm tông. Hắn gật đầu, ta thật sự đến đây để tìm người, tuyệt đối không có ý gì khác. Phương Tuyết đi đến trước mặt hắn, người đến tìm An Lan Tú. Diệp Huyên đáp, đúng vậy, xin nhờ thông báo giúp một chút. Đối phương chỉ nhìn hắn đăm đăm, nơi này không hoan nghênh kiếm tu. Hắn trầm giọng đáp, vị cô nương này, ta thật sự không có ác ý gì. Diệp Liên là muội muội ta, An cô nương và Liên cô nương là bạn ta. Cô vào nói Diệp Huyên đến tìm, bọn họ sẽ biết. Hắn rất muốn truyền âm trực tiếp đến cho nhóm Liên Vạn Lý, nhưng phát hiện không có cách nào liên lạc được, hiển nhiên họ đang ở trong một nơi đặc thù. Diệp Liên là muội muội ngươi. Ha ha ha. Có tiếng cười truyền đến từ một bên. Diệp Huyên xoay người nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc trang phục sặc sỡ đi đến. Sau khi quan sát hắn một hồi, y cười, người nói Diệp Liên là muội muội của ngươi sao? Hắn gật đầu, đúng vậy, nhờ các vị chuyển lời giúp. Nào ngờ đối phương lại nhếch mép, ngươi có bằng chứng gì? Diệp Huyên nhíu mày, các hạ, ta thật sự là ca ca của con bé, ta. Y khoát tay, không bằng không chứng, nói ra ai tin. Ta nói nàng ta chính là người của ta, đêm qua vừa cùng ta hưởng đêm xuân đây, ngươi có tin không? Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Huyên lạnh đi, hai mắt trừng lên. Một khắc sau, một tia kiếm quang đỏ tươi màu máu phun ra từ mắt hắn. Thủ cấp gã đàn ông kia lập tức bay ra ngoài, để lại cột máu phun như suối. Tất cả những người khác ngây ra như phỗng. Giết! Cứ thế giết rồi sao? Mấy người Phương Tuyết khó tin nhìn thi thể của người đàn ông ở cách đó không xa, đều hơi ngơ ngác. Chương 1342, không dám động đậy. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng hơi sững sờ. Mình giết đối phương rồi. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất. Giết thì giết thôi. Diệp Liên. Hắn không cho phép bất cứ một ai làm nhục hai chữ này. Lúc này, giọng nói của người ở tầng 6 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, ta rất thích tính cách này của ngươi. Người sống cả đời. Sống là phải thoải mái. Một chữ không lọt tai lập tức rút kiếm giết người, đây mới là tính cách nên có của Nam Nhi. Diệp Huyên không để ý đến tầng 6, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Liên. Không ai có thể hiểu rõ địa vị của muội muội trong lòng hắn. Lúc ở nhà họ Diệp, hắn và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cũng là muội muội cho hắn có động lực sống tiếp. Nếu không, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Sỉ nhục hắn thì được, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục Diệp Liên. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, người đàn ông trung niên đánh một quyền lên đầu hắn. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, không lùi còn tiến, chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một tia kiếm quang rơi xuống, người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên lập tức chấn động đến mức bay xa mấy chục trượng. Ông ta vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã chĩa vào giữa chân mày ông ta, khiến ông ta còn muốn ra tay nhưng phải dừng lại. Không dám động đậy. Động đậy sẽ chết. Lúc này, xung quanh ngày càng có nhiều người vây lại. Khi thấy Diệp Huyên là kiếm tu, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều trở nên không tốt. Kiếm tu của kiếm tông đến võ viện giết người. Chương 1343, tốc độ của phi kiếm thật sự quá nhanh. Đây là khiêu khích trắng trợn mà. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, hắn vừa xoay người, một tàn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên giơ kiếm lên đỡ theo bản năng. Ầm. Chớp mắt một cái, Diệp Huyên đã lùi xa cả trăm trượng. Lúc này, một ông lão mặc áo gai đứng trước mặt hắn. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đệ tử của kiếm tông trở nên phách lối như vậy từ bao giờ thế?
dám công khai tới võ viện của ta giết người. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, ta rất xin lỗi về chuyện khi nãy, vì đây vốn dĩ không phải mục đích ta tới đây, nhưng nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết chết hắn. Không chút do dự. Nghe vậy, sắc mặt mấy người võ viện trong sân đều trở nên khó coi. Phách lối. Con mẹ nó, thật quá phách lối. Ánh mắt của ông lão dần trở nên lạnh lẽo, để lão phu xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Mà dám. Nói đến đây, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt lão ta, nhanh như chớp. Sắc mặt ông lão hơi thay đổi, nhanh chóng nhích người tránh thoát thanh phi kiếm này, sau đó chạy thẳng tới trước mặt Diệp Huyên như tia chớp. Mà lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên rút kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, ông lão kia cũng bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên ép dừng lại, cùng lúc đó, hai tia phi kiếm lặng lẽ xuất hiện trước mặt và sau lưng ông lão. Phi kiếm đột ngột xuất hiện khiến ông lão không thể không từ bỏ việc đuổi theo Diệp Huyên, lão ta giơ hai tay lên đỡ, dùng cơ thể chống lại phi kiếm của Diệp Huyên. Soảng soảng. Hai tia kiếm quang lập tức vỡ nát, nhưng ông lão cũng liên tục lùi về sau mấy chục trượng, lão ta vừa dừng lại, lại có hai thanh phi kiếm chém tới. Bịch bịch. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, ông lão lại liên tục lùi về sau. Tốc độ của phi kiếm thật sự quá nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1344, lúc này nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhanh đến mức lúc này ông lão hoàn toàn không thể tránh né, không chỉ nhanh mà lực lượng của phi kiếm này cũng rất mạnh, lúc này trên người ông lão đã có không dưới mấy chục vết kiếm. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Bọn họ không ngờ ông lão lại bị Diệp Huyên áp chế. Phải biết rằng ông lão là một viện sĩ của võ viện, dù chỉ giảng dạy học thuật, nhưng đó cũng là viện sĩ. Cứ thế bị một đệ tử của kiếm tông áp chế ư. Chẳng mấy chốc, ông lão kia đã lùi xa mấy trăm trượng. Lúc này, phi kiếm của Diệp Huyên dừng lại. Vì cách sau lưng hắn không xa có một người đàn ông trung niên cầm trường thước. Là Lâm Sư. Trong sân có người la lên. Lâm Sư. Đây chính là võ sư chuyên dạy võ thuật của võ viện, thực lực vượt xa viện sĩ. Chuyện kiếm hiệp hay. Lâm Sư nhìn Diệp Huyên, gã ta không nói gì, lập tức chuẩn bị ra tay. Lúc này nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Lúc Lâm Sư đang muốn ra tay. Diệp Huyên đột nhiên cười khẽ, thì ra võ viện không chỉ thích hỉ lớn hiếp nhỏ, còn thích nhiều người đánh một người. Hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt rồi. Nghe vậy, Lâm Sư kia dừng lại. Lâm Sư nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh như băng, ngươi tới võ viện của ta giết người, thế nào, còn muốn võ viện ta quyết đấu công bằng với ngươi à? Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện, hắn cầm kiếm đi về phía Lâm Sư, vậy thì đấu đi. Dứt lời, hắn giẫm nhẹ mũi chân một cái. Vèo. Người Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang bay ra, không gian chỗ hắn đi qua đều bị chém rách. Lâm Sư híp mắt lại, ánh mắt nặng nề, một khắc sau, gã ta chĩa thước về phía trước. Ầm. Không gian trước mặt Lâm Sư lập tức sụp đổ, lúc này, hai thanh phi kiếm bất ngờ xuất hiện trên đầu và sau lưng Lâm Sư. Sắc mặt Lâm Sư lập tức thay đổi. Nhích người một cái, di chuyển về bên trái mấy chục trượng, gã ta vừa dừng lại, một tia kiếm quang đã chém xuống từ trên đầu. Chương 1345, gã ta không thể thua. Lâm Sư hơi híp mắt lại, giơ thước ra đỡ. Ầm. Khi Diệp Huyên chém một kiếm này xuống, Lâm Sư lập tức chấn động đến mức liên tục lùi lại, cùng lúc đó, hai tia kiếm quang xuất hiện. Ầm ầm. Hai tia kiếm quang nổ tung ở cách đó không xa, còn Lâm Sư kia đã lùi lại chừng mấy trăm trượng. Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay, lúc này, Lâm Sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, một khắc sau, gã ta chợt biến mất. Diệp Huyên đang định ra tay cau mày lại, vì xung quanh hắn xuất hiện vô số thước ảnh, những thước ảnh chi chít này bao vây lấy hắn, nhưng chỉ chốc lát, những thước ảnh này đã bị hai tia kiếm quang chém vỡ. Nhưng một khắc sau, thanh thước dài đã bay thẳng tới trước mặt. Diệp Huyên cầm kiếm đâm về phía trước một cái.
Ầm. Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng, vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn đã nứt hết ra. Lâm sư kia đang định tiếp tục ra tay, nhưng hai tia kiếm quang đã ép gã ta dừng tại chỗ. Lâm sư không tiếp tục ra tay nữa, gã ta nhìn xung quanh, sau một trận giao chiến, xung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn. Lúc này, gã ta có ra tay cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ nhất, gã ta không chắc rằng mình có thể giết chết Diệp Huyên trước mặt. Thứ hai, bây giờ trên người gã ta có vết thương do kiếm gây ra, nhưng Diệp Huyên lại không bị gì cả. Bây giờ gã ta đang ở thế yếu. Thứ ba, nếu gã ta ra tay nữa mà thua, thì không chỉ gã ta mất mặt mà võ viện cũng mất mặt theo. Võ sư của võ viện lại thua trong tay một đệ tử của kiếm tông, nếu đồn ra ngoài, có thể võ viện sẽ mất hết uy tín. Gã ta không thể thua. Diệp Huyên thấy Lâm sư không ra tay thì cũng không ra tay, thực lực của đối phương không hề yếu, hắn muốn giết đối phương, trừ khi lấy ra lá bài tẩy của mình. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Huyên không xa, Diệp Huynh. Giọng nói quen thuộc. Diệp Huyên xoay người, khi thấy người nói chuyện, hắn lập tức sửng sốt. Người đó chính là Chiến Quân. Chiến Quân chạy tới trước mặt Diệp Huyên, cười to, huynh đến rồi sao? Chương 1346. Diệp Huyên cười khẽ, vừa mới đến. Chiến Quân cười ha ha, đến thì tốt rồi. Huynh cũng đến để gia nhập võ viện à? Diệp Huyên lắc đầu. Chiến Quân còn muốn nói gì đó, đột nhiên hắn ta như nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên hỏi, ta nghe bọn họ nói có một kiếm tu tới đây giết người, không phải là huynh chứ? Diệp Huyên cười, chính là ta. Vẻ mặt Chiến Quân cứng đờ, một lát sau, hắn ta lắc đầu cười khổ, Diệp Huynh, huynh đến để đánh nhau à? Diệp Huyên cười khẽ, vốn dĩ định đi tìm muội muội Diệp Liên của ta và mọi người, nhưng xảy ra một vài chuyện, cho nên mới đánh nhau. Chiến Quân gật đầu, còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên lại nói, huynh lùi qua một bên trước đi. Chuyện này để ta giải quyết. Bây giờ Chiến Quân là người của võ viện, nếu hắn thân thiết với Chiến Quân quá cũng không phải chuyện tốt với hắn ta. Chiến Quân hơi không vui, Diệp Huynh, huynh nói vậy là sao? Ở trong lòng Chiến Quân ta, thiên địa bao la, huynh đệ lớn nhất. Diệp Huyên cười nói, ta biết, chuyện này để ta tự xử lý. Chiến Quân hơi do dự, sau đó xoay người nhìn Lâm Sư ở cách đó không xa, hắn ta cúi người, Lâm Sư, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Lâm Sư khẽ nhíu mày, hiểu lầm, hắn tới võ viện giết học sinh của võ viện, ngươi lại nói với ta là có hiểu lầm. Chiến Quân còn muốn nói thêm, Lâm Sư lạnh lùng ngắt lời, lui ra. Chiến Quân trầm giọng nói, Lâm Sư, huynh đệ của ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Lâm Sư híp mắt lại, ta bảo ngươi lui ra. Chiến Quân còn muốn nói chuyện, Diệp Huyên chợt cất lời, Chiến Huynh, chuyện này cứ để ta tự xử lý. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Chiến Quân, vỗ nhẹ bả vai hắn ta. Đừng vì chuyện của ta làm liên lụy đến huynh, nếu không ta sẽ không yên lòng. Chiến Quân do dự, sau đó gật đầu, Diệp Huynh, có chuyện từ từ thương lượng, từ từ thương lượng. Diệp Huyên cười, được, thương lượng. Nói xong, hắn xoay người nhìn Lâm Sư cách đó không xa, Lâm Sư cười nhạt, thương lượng. Thương lượng chuyện gì, muốn thương lượng, được thôi, người giết đệ tử của võ viện ta, người trả mạng hắn lại trước rồi thương lượng. Nghe vậy, Chiến Quân lập tức xa sầm mặt. Chương 1347, người này chính là Lâm Sư. Hắn ta biết, chuyện này chắc chắn không thể giảng hòa. Vì hắn ta hiểu rất rõ tính cách của Diệp Huyên, đây chắc chắn là một người thích mềm không thích cứng. Nghe thấy lời Lâm Sư, Diệp Huyên lắc đầu cười, Lâm Sư, nếu ta làm nhục người thân của ông sẽ làm thế nào? Lâm Sư híp mắt lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyên cười nói, hôm nay, ta tới đây tìm muội muội ta, học sinh võ viện vì ta là đệ tử của kiếm tông mà không cho ta đi vào, chẳng những thế, hắn ta còn sỉ nhục muội muội ta. Nói đến đây, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, ai cho hắn ta cái gan chó dám sỉ nhục muội muội ta? Là võ viện các người ư? Lâm Sư gần giọng nói, phải thì sao?
Diệp Huyên cười nói, vậy ông đây giết chết hắn ta. Võ viện ông làm gì được? Nghe thấy những lời này của Diệp Huyên, sắc mặt Lâm Sư lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Lâm Sư lập tức muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Lâm Sư vung ngang thước dài về phía trước. Không gian trước mặt Lâm Sư lập tức bị một thước này làm vỡ tan, lúc này, một thanh kiếm chém thẳng lên trên thước dài. Thước dài trong tay Lâm Sư chấn động kịch liệt, vô số vết nứt xuất hiện, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm quang bao phủ lấy Lâm Sư. Sau một thoáng yên tĩnh. Một bóng người liên tục lùi về sau. Người này chính là Lâm Sư. Lâm Sư mới vừa dừng lại, một tia kiếm quang đã xuất hiện, sắc mặt Lâm Sư thay đổi, lập tức di chuyển, nhưng vẫn có hơi chậm. Phụt. Một cánh tay của Lâm Sư bị chém đứt. Cách đó không xa, Diệp Huyên còn muốn ra tay, lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên từ trên đỉnh núi, ngông cuồng. Sau giọng nói đó, một hơi thở mạnh mẽ kéo tới từ phía chân trời. Chương 1348, ngươi cho rằng nơi này là kiếm tông à? Diệp Huyên bị hơi thở này ép lùi xa trăm trượng, chẳng những thế, hắn vừa mới dừng lại, không gian xung quanh đã lập tức nứt ra, sau đó lập tức khôi phục. Lúc này, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy lão ta, tất cả mọi người có mặt đều hành lễ, bái kiếm phó viện trưởng. Phó viện trưởng. Người này chính là phó viện trưởng của võ viện, Tần Sơn. Tần Sơn nhìn Diệp Huyên một cái, mặt không cảm xúc, ngươi cho rằng nơi này là kiếm tông à? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Tần Sơn đột nhiên giơ tay phải về phía trước rồi đè xuống, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức vỡ nát, nhưng một khắc sau, không gian kia bình thường trở lại, có điều khóe miệng của Diệp Huyên lại chảy ra một dòng máu tươi. Tần Sơn đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Tần Sơn, lão Tần, ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt đâu. Tần Sơn híp mắt lại, lão ta xoay người, một ông lão đã xuất hiện sau lưng lão ta từ bao giờ. Người này chính là ông lão dạy Diệp Huyên. Tần Sơn lạnh lùng nhìn ông lão, Việt Phô Trần, thế nào, kiếm tông các người muốn tuyên chiến với võ viện ta à? Việt Phô Trần cười nói, chút chuyện nhỏ này cũng đến lượt ông ra mặt à? Tần Sơn lạnh lùng hỏi, chuyện nhỏ, đệ tử kiếm tông ông đến võ viện của ta giết người, ông nói đây là chuyện nhỏ ư? Việt Phô Trần hờ hững nói, lão Tần, sao ông không hỏi vì sao hắn giết người? Tần Sơn nhìn Việt Phô Trần, dù là lý do gì, hắn giết người của võ viện ta sẽ không bỏ qua, hôm nay, hắn phải để mạng lại đây, không ai cứu được hắn đâu. Việt Phô Trần cười, được, ông không muốn thương lượng. Ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là, một tiền bối như ông đi bắt nạt một tiểu bối, có phải quá hạ thấp thân phận không? Tần Sơn cười nhạt, thế nào, muốn nói khích ta à? Việt Phô Trần lắc đầu, theo ta thấy, người hắn giết là đệ tử võ viện ông, dù võ viện ông muốn báo thù, cũng không nên do ông tới, ông thấy đúng không? Tần Sơn im lặng. Việt Phô Trần lại nói, lão Tần, ông giết hắn rồi. Võ viện của ông có tìm lại được thể diện không? Không, truyền ra ngoài, người ngoài chỉ sẽ cảm thấy võ viện ông vô dụng, tiểu bối vô dụng, chỉ có thể để tiền bối ra mặt. Tần Sơn cười nhạt, ông cho rằng võ viện của ta không có ai à? Chương 1349, phải ngược. Nói xong, lão ta quay đầu nhìn ông lão cách đó không xa, gọi nàng tới đây. Ông lão gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Tần Sơn lạnh lùng nhìn Việt Phô Trần, lão già điên, ta biết ông muốn cứu hắn, nhưng hôm nay ta cho ông biết, võ viện ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Việt Phô Trần không quan tâm đến Tần Sơn, lão đi tới trước mặt Diệp Huyên, cậu giết người. Diệp Huyên gật đầu. Việt Phô Trần hỏi, vì sao lại giết người? Diệp Huyên thành thật nói, người nọ sỉ nhục muội muội ta. Việt Phô Trần nhíu mày, sỉ nhục bằng lời nói. Diệp Huyên gật đầu. Việt Phô Trần nặng nề hỏi, chỉ sỉ nhục bằng lời nói mà cậu đã muốn giết người rồi ư? Diệp Huyên nhìn Việt Phô Trần, ai sỉ nhục muội muội ta giết người đó. Nghe vậy, sắc mặt Việt Ô Trần lập tức thay đổi. Sát khí.
lão cảm nhận được sát khí nồng nặc từ trong lời nói của Diệp Huyên. Lúc này, dường như Việt Vô Trần đã hiểu được một chút. Vảy ngược. Dù là người yếu đuối đến mức nào cũng có vảy ngược của mình, mà vảy ngược của Diệp Huyên trước mắt chính là muội muội của hắn. Việt Vô Trần khẽ thở dài, dù lão và Diệp Huyên quen biết nhau không lâu, nhưng vẫn khá hiểu tính cách của Diệp Huyên, đây chắc chắn không phải một kẻ hiền lành. Cách đó không xa, Tần Sơn đột nhiên cười nhạt, sỉ nhục muội muội ngươi. Hắn chỉ mới sỉ nhục muội muội ngươi mà ngươi đã muốn giết hắn rồi, sao? Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm về phía Tần Sơn, ông già kia, có gì thì cứ nhằm vào ta, đừng có động vào muội muội ta, nếu không, ông đây điên lên sẽ giết sạch học sinh của võ viện ông đấy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tần Sơn giận dữ nói, danh con kiêu ngạo, ngươi mà cũng muốn tiêu diệt học sinh của võ viện ta sao? Ngươi! Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Sơn. Thấy nàng, sắc mặt Tần Sơn hơi dịu lại, Tiểu An, đừng nương tay, giết hắn đi. Chương 1350, không còn là học sinh của võ viện. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lúc thấy hắn, nàng lập tức ngây ngẩn. Tiểu An này chính là An Lan Tú. Thấy An Lan Tú, Diệp Huyên cười khẽ, không ngờ lại gặp mặt bằng cách này. An Lan Tú xoay người nhìn Tần Sơn, vì sao phải giết hắn? Nghe thấy lời của An Lan Tú, Tần Sơn nhíu mày, ta bảo con giết hắn. An Lan Tú nhìn Tần Sơn, lý do. Tần Sơn đang muốn nói chuyện, An Lan Tú chợt lắc đầu, lý do gì cũng không được. Nói xong, nàng xoay người đi về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là phản bội công khai sao? Việt Vô Trần ở cách đó không xa cũng sửng sốt, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tần Sơn ở sau lưng An Lan Tú quát lên, đứng lại. An Lan Tú dừng bước xoay người nhìn về phía Tần Sơn, sắc mặt Tần Sơn vô cùng u ám, con biết mình đang làm gì không? An Lan Tú nói, hắn là bạn ta. Bạn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, bạn của Kiếm Tông. Không biết bắt đầu từ bao giờ, võ viện và Kiếm Tông có thể nói là không vừa mắt nhau, thậm chí là như nước với lửa. Mà bây giờ, một đệ tử võ viện lại nói đệ tử của Kiếm Tông là bạn của nàng. Nghe thấy lời của An Lan Tú, sắc mặt Tần Sơn trở nên cực kỳ khó coi, bạn. Con phải nhớ kỹ, bây giờ con là học sinh của võ viện. Mặt An Lan Tú không chút cảm xúc, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không còn là học sinh của võ viện nữa. Nghe thấy lời của An Lan Tú, xung quanh bàn tán xôn xao. Tần Sơn cũng sửng sốt, ông ta cũng không ngờ An Lan Tú lại nói ra những lời này. Không còn là học sinh của võ viện. Lúc này, Tần Sơn không chỉ không tức giận, mà còn thấy nặng nề. Vì lão ta hiểu rất rõ sự xuất sắc của An Lan Tú, có thể nói là một trong những học sinh ưu tú nhất của võ viện mấy năm nay, đặc biệt là An Lan Tú còn có huyết mạch võ thần. Chương 1351. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của tất cả cấp cao của võ viện. Lão ta hiểu rất rõ huyết mạch võ thần này có ý nghĩa thế nào. Một khi học sinh thế này rời khỏi võ viện, chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn với võ viện. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một bên, Tiểu An đừng kích động. Sau câu nói này, một người đàn ông trung niên đi xuống từ trên bậc đá. Thấy người này, tất cả đệ tử võ viện xung quanh đều cung kính thi lễ, bái kiến viện trưởng. Viện trưởng. Người trước mặt chính là viện trưởng Hách Liên Thiên của võ viện. Người này là cao thủ siêu cấp hiếm có trong chư thiên tinh vực. Thấy Hách Liên Thiên này, Việt Vô Trần ở một bên lập tức nhíu mày. Nếu Hách Liên Thiên này ra tay, lão không chắc có thể đưa Diệp Huyên đi. Hách Liên Thiên đi tới trước mặt An Lan Tú và Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn An Lan Tú, cười hỏi, hắn là bạn đến từ tinh vực vị ương của con à? An Lan Tú gật đầu. Hách Liên Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Tuyết ở một bên, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Phương Tuyết hơi do dự. Hách Liên Thiên nói đúng sự thật. Phương Tuyết gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trước đó hắn tới tìm muội muội của hắn.
Một lát sau, Phương Tuyết nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra, không để sót cái gì, cũng không thêm mắm dặm muối. Sau khi nghe Phương Tuyết nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nói một cách công bằng, dường như Diệp Huyên đến tìm muội muội cũng không sai. Tần Sơn ở bên kia lạnh lùng nhìn người thanh niên bên cạnh Phương Tuyết, người này chính là người đàn ông ngăn cản Diệp Huyên lúc trước. Thấy Tần Sơn nhìn tới, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên tái nhợt. Dù võ viện và kiếm tông đối nghịch nhau, nhưng bây giờ làm lớn chuyện, gã nhất định sẽ gặp họa. Chương 1352. Lúc này, Hách Liên Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, cậu nói Diệp Liên là muội muội của cậu. Diệp Huyên gật đầu. Thấy thế, nụ cười của Hách Liên Thiên trở nên hơi mất tự nhiên, ông ta lại hỏi, vậy Liên Vạn Lý cũng là bạn ngươi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nghe thấy lời Diệp Huyên, sắc mặt Hách Liên Thiên và Tần Sơn trở nên hơi khó coi, đặc biệt là Tần Sơn, lúc này lão ta mới phát hiện mấy yêu nghiệt võ viện mới nhận vào gần đây đều có quan hệ với Diệp Huyên này. Lúc này, Việt Phô Trần ở cách đó không xa cười nói thế thì đây là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Hách Liên Thiên gật đầu, là hiểu lầm. Tần Sơn trầm giọng nói, viện trưởng. Hách Liên Thiên khẽ lắc đầu, chỉ là một hiểu lầm lớn thôi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, cậu nói đúng không? Diệp Huyên nói, hiểu lầm hay không ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm muội muội mình, nếu võ viện không cho ta gặp muội muội cũng không sao, ta dẫn muội muội rời đi là được. Nghe vậy, sắc mặt Tần Sơn thay đổi, lão ta đang muốn nói chuyện, Hách Liên Thiên cười nói, sao lại không để cậu gặp con bé được? Nếu cậu là ca ca của con bé, huynh muội gặp nhau là chuyện thường tình. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, như vậy đi, không bằng cậu tới võ viện ta, như vậy thứ nhất vừa có thể gặp bạn cậu, cũng có thể ở cạnh muội muội, một công đôi việc. Nghe thấy lời của Hách Liên Thiên, Việt Phô Trần ở cách đó không xa lập tức thay đổi sắc mặt, lão đang định lên tiếng, Diệp Huyên ở trước mặt Hách Liên Thiên đã hỏi, gia nhập võ viện. Hách Liên Thiên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta là đệ tử của kiếm tông không phụ ta, thì cả đời này ta vẫn sẽ là đệ tử của kiếm tông. Cho nên ta xin từ chú ý tốt của tiền bối. Hắn không ngu, nếu bây giờ hắn gia nhập võ viện, thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội cả kiếm tông, hơn nữa bây giờ hắn phản bội kiếm tông gia nhập võ viện, người của võ viện cũng sẽ coi thường hắn. Đến lúc đó, hắn thật sự không được ai xem trọng nữa. Chương 1353, võ viện sẽ thỏa hiệp. Mà bây giờ bày tỏ sự trung thành, chắc chắn kiếm tông sẽ bảo vệ hắn. Mà một khi gia nhập võ viện, khi đó nếu võ viện muốn giết hắn, hắn thật sự không có chống lưng nào cả. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Hách Liên Thiên im lặng, ông ta vẫn cười nhạt, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Việt Phô Trần cách đó không xa lập tức yên tâm hơn. Nếu lúc này Diệp Huyên gia nhập võ viện, thì lão thật sự cũng hết cách. Đương nhiên nếu Diệp Huyên thật sự làm thế cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bây giờ phản bội cũng không có tổn thất, chứ nếu sau này phản bội, khi đó chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất khó mà chấp nhận với kiếm tông. Hách Liên Thiên trước mặt Diệp Huyên cười khẽ, không cưỡng cầu. Nói xong, ông ta nhìn về phía An Lan Tú, Tiểu An, về tu luyện đi. An Lan Tú im lặng một lát, sau đó gật đầu, được. Nghe vậy, Hách Liên Thiên và Tần Sơn đều thấy yên tâm hơn một chút. An Lan Tú trả lời như vậy chứng tỏ là nàng sẽ không rời khỏi võ viện nữa. Việt Phô Trần ở bên cạnh cũng thầm thở phào. Đương nhiên lão hy vọng An Lan Tú đi theo Diệp Huyên, nhưng lúc này nếu An Lan Tú làm thế, chắc chắn võ viện sẽ bất chấp tất cả giết chết An Lan Tú và Diệp Huyên. Hai thiên tài tuyệt thế, võ viện sẽ không tự nhiên dâng lên cho kiếm tông. Hơn nữa, bây giờ võ viện giết An Lan Tú và Diệp Huyên đều có lý do danh chính ngôn thuận. Nhưng An Lan Tú chịu ở lại thì tình hình lại khác. Võ viện sẽ thỏa hiệp. Thỏa hiệp vì một thiên tài siêu cấp cũng rất đáng giá. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên. Chúng ta gặp nhau sau, Liên Nhi đang tu luyện, mấy ngày sau sẽ xuất quan, lúc đó huynh có thể đến tìm con bé.
Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được. An Lan Tú gật đầu, xoay người rời đi. Việt Vô Trần cười nói, Hách Liên Tông Chủ, nếu hiểu lầm đã giải trừ thì chúng ta xin tạm biệt. Chương 1354, Kiếm Tông mới là bên phải lo lắng. Nói xong, lão mang theo Diệp Huyên biến mất. Hách Liên Thiên đứng tại chỗ cất lời, tất cả giải tán. Nghe vậy, những học sinh võ viện đều giải tán, ở đây chỉ còn lại Hách Liên Thiên và Tần Sơn. Tần Sơn trầm giọng nói, Tông Chủ, Tiểu An kia. Hách Liên Thiên nhẹ giọng nói, ông muốn nói sau này nàng có thể phản bội à? Tần Sơn im lặng. Hách Liên Thiên hỏi, nàng tới võ viện ta được bao lâu? Còn chưa tới nửa tháng. Chỉ với chút thời gian này, ông muốn nàng trung thành với võ viện ư, nghĩ gì vậy? Hơn nữa Diệp Huyên kia là bạn của nàng ở tinh vực Vị Ương, nếu khi nãy nàng vì võ viện ta đi giết hắn thì chúng ta mới phải lo lắng. Nghe vậy, Tần Sơn gật đầu, đúng thế thật. Võ viện nhận người, không chỉ coi trọng thiên phú, mà càng phải coi trọng nhân phẩm nữa. Ai cũng không muốn chuyện như nuôi cáo trong nhà xảy ra trên người mình. Tần Sơn hơi do dự, sau đó nói, Tiểu An này với hắn. Hách Liên Thiên cười nói, Kiếm Tông mới là bên phải lo lắng. Tần Sơn không hiểu, vì sao? Hách Liên Thiên nói, muội muội và bạn bè của Diệp Huyên kia đều ở võ viện ta, ông nói xem Kiếm Tông của hắn không phải nên lo lắng sao? Nói xong, ông ta nhìn về phía Kiếm Tông ở xa xa, cho người điều tra kỹ càng về tên này đi. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Một lát sau, Tần Sơn xoay người rời đi. Việt Vô Trần đưa Diệp Huyên về Kiếm Tông. Trên đỉnh núi, Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên, người biết không, nếu không nhờ cô nhóc kia thông minh thì lần này ngươi đã không về được rồi. Diệp Huyên im lặng. Việt Vô Trần nhỏ giọng thở dài, thần Vũ Thành này không phải một nơi đơn giản, lần sau ngươi làm chuyện gì cũng phải tính toán tới hậu quả, biết không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Chương 1355, cũng không phải không có khả năng. Việt Vô Trần lắc đầu, người hiểu cái khỉ gió. Nói xong, lão nhìn Diệp Huyên, khoảng thời gian này ngươi lo mà tu luyện, đừng có đi ra ngoài nữa. Dù Hách Liên Thiên và Tần Sơn kia sẽ không ra tay với ngươi, nhưng một vài người trẻ tuổi của võ viện chắc chắn sẽ không để yên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sao võ viện và Kiếm Tông lại chướng mắt nhau thế? Việt Vô Trần chỉ về phía xa, thần Vũ Thành chỉ có từng đó địa bàn. Mà trong thành này chỉ có hai thế lực là Kiếm Tông chúng ta và Võ Viện, cậu nói xem hai bên có thể thuận mắt nhau sao? Diệp Huyên nói, ta nhìn thấy hai pho tượng ở ngoại thành. Việt Vô Trần nhẹ giọng nói, lúc đầu, Võ Viện và Kiếm Tông chúng ta đúng là sống chung hòa thuận, nhưng người cũng biết đấy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn cũng không ngờ thần Vũ Thành sau khi mình đến lại trở thành như thế. Nếu sau này Kiếm Tông và Võ Viện đánh nhau, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn thấy hơi đau đầu. Lúc này, Việt Vô Trần lại nói, nếu không có chuyện gì thì đừng rời khỏi thần Vũ Thành. Nói xong, lão xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhíu mày, một lát sau, hắn biết có lẽ Kiếm Tông đã điều tra ra lai lịch của mình rồi. Việt Vô Trần không cho hắn rời khỏi thần Vũ Thành. Rõ ràng là những người muốn có bảo vật của hắn đang ở ngay bên ngoài thần Vũ Thành. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Đế Khuyển đột nhiên hỏi, tiểu tử, người muốn đi đâu? Giết người. Từ khi ở Thanh Thành đến bây giờ, hắn cũng cảm thấy hơi bực mình, vì có quá nhiều người muốn có được bảo vật của hắn. Mà bây giờ, hắn không muốn bị động đợi đối phương xuất kích như thế. Hắn muốn chủ động tấn công. Đặc biệt là bây giờ còn có một chỗ dựa là thần Vũ Thành, đánh không lại còn có thể chạy. Diệp Huyên nhanh chóng ra khỏi thần Vũ Thành, đương nhiên là không phải quang minh chính đại, có khí hỗn độn che giấu, người bình thường vẫn rất khó phát hiện ra hắn. Nơi nào đó, một ông lão nhìn về phía thần Vũ Thành xa xa, sắc mặt nặng nề. Chương 1356, sắc mặt bóng đỏ hơi thay đổi. Ở sau lưng ông lão còn có một bóng đỏ. Ông lão trầm giọng nói, Kiếm Tông này vốn đã không tầm thường,
với thiên phú của Diệp Huyên gia nhập kiếm tông, không qua bao lâu nữa, mấy ông già chúng ta sẽ không còn là đối thủ của hắn. Bóng đỏ gật đầu, thực lực của hắn lúc này đã có thể tùy tiện giết chết cao thủ tạo hóa cảnh rồi. Nếu còn tiếp tục thì không bao lâu nữa, e rằng cao thủ đạo cảnh cũng không làm gì được hắn. Ông lão nhìn về phía bóng đỏ, thái độ của kiếm tông thế nào? Bóng đỏ đáp, bây giờ thái độ của kiếm tông vẫn không rõ ràng. Ông lão lại hỏi, bên phía tinh chủ thì sao? Bóng đỏ nói với giọng điệu nặng nề, cũng không có động tĩnh gì. Nhưng có lẽ ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong trận chiến với tinh vực vị ương lúc trước, ông ta thiệt hại nặng nề, không chỉ ông ta mà những tinh vực tham gia trận đại chiến kia đều như thế. Ông lão nói, rốt cuộc kẻ đứng sau Diệp Huyên này là ai? Bóng đỏ trả lời, người đứng sau Diệp Huyên này cũng là một điều bí ẩn. Ông lão nhìn về phía Thần Vũ Thành, người biết vì sao Thần Vũ Thành là một mảnh đất đặc biệt không? Bóng đỏ nói, võ viện và kiếm tông có thực lực mạnh mẽ. Ông lão nhẹ giọng nói, đây là một trong những nguyên nhân. Nhưng còn một nguyên nhân khác, đó là trong Thần Vũ Thành này có một long mạch thần phẩm. Long mạch. Sắc mặt bóng đỏ hơi thay đổi. Trong thiên địa này, linh khí là nền tảng để vạn vật sinh tồn. Mà có nhiều nơi do được thiên địa bồi dưỡng nên xuất hiện linh mạch, mà nơi có linh mạch đều sẽ bị những thế lực lớn chiếm giữ, đặc biệt là nơi có linh mạch sẽ được dùng làm động tiên. Mà trên linh mạch chính là long mạch này tập trung linh khí vô cùng đáng sợ, đặc biệt là long mạch của Thần Vũ Thành này còn là long mạch thần phẩm, đây là long mạch cấp bậc cao nhất. Ông lão lại nói, dù là Thần Vũ Thành này có long mạch, nhưng trước giờ đều không có ai dám mơ ước, người biết vì sao không? Bóng đỏ nói, vì võ viện và kiếm tông của Thần Vũ Thành có thực lực mạnh mẽ. Ông lão gật đầu, đúng là rất mạnh, mạnh đến mức sâu không lường được. Dù là tinh chủ kia cũng không dám có ý đồ với long mạch này. Nhưng bây giờ thì khác. Bóng đỏ hỏi, Diệp Huyên. Chương 1357, Thần Vũ Thành này thật không đơn giản. Ông lão gật đầu, long mạch cũng không phải là nhất định phải có, nhưng bảo vật trên người Diệp Huyên lại là thứ rất nhiều người không thể không có. Ví dụ như chủ nhân, ngài ấy nhất định phải có được bảo vật này. Ngoài chủ nhân, còn có một vài lão quái vật đã rời núi. Bóng đỏ nói với giọng điệu nặng nề, nhưng Thần Vũ Thành này. Ông lão cười, trước đây, mọi người không muốn trêu vào Thần Vũ Thành này, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không kiêng dè những điều đó nữa. Đặc biệt là vì nó còn có long mạch thần phẩm, rất hấp dẫn người khác. Bóng đỏ hỏi, chủ nhân định thế nào? Ông lão cười khẽ yên lặng theo dõi tình hình, có người sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Bóng đỏ nói, tinh chủ. Ông lão gật đầu, nhiều nhất nửa tháng, tinh chủ sẽ hành động. Bóng đỏ trầm giọng nói, Thần Vũ Thành này thật không đơn giản. Đúng thế. Ông lão nhìn hai pho tượng trước thành, nghe đồn trong Thần Vũ Thành này có một tia phân hồn của tổ sư võ viện và tổ sư của kiếm tông, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười, nếu kiếm tông này không từ bỏ Diệp Huyên, đừng nói một tia phân hồn. Tổ sư của bọn họ có sống lại cũng vô ích. Bóng đỏ đang muốn đáp lời thì lúc này, sắc mặt gã ta thay đổi, người lóe lên, nhanh chóng lùi về sau. Ông lão trước mặt phản ứng còn nhanh hơn gã ta, vào khoảnh khắc bóng đỏ lùi lại, ông ta đánh một chưởng về phía trước. Một chưởng này đánh xuống, không gian trước mặt ông ta lập tức vỡ nát. Nhưng ông ta vẫn ra tay hơi chậm rồi. Một tia kiếm quang đã xuyên qua giữa chân mày ông ta. Thân thể ông lão cứng đờ, ông ta muốn vứt bỏ thân thể, nhưng lại phát hiện linh hồn của mình hoàn toàn không thể trốn khỏi thân thể. Mà ở sau lưng ông lão chính là Diệp Huyên đang cầm kiếm trấn hồn. Lúc này hơi thở của Diệp Huyên vô cùng mạnh mẽ, vì trong người hắn có long hồn. Chương 1358, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Diệp Huyên cũng không đuổi theo mà thu hồi long hồn, hắn đi tới trước mặt ông lão, bây giờ ông lão vẫn chưa chết hẳn, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đã mạnh đến mức này rồi sao? Diệp Huyên cười hỏi, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Ông lão cười nhạt, Diệp Huyên, người có biết điểm yếu lớn nhất của mình là gì không?
Nụ cười trên mặt Diệp Huyên nhạt dần, ông có ý gì? Ông lão càng cười tươi, trên thông tin chúng ta biết, điểm yếu lớn nhất của ngươi chính là muội muội ngươi, nếu không đoán sai, có lẽ bọn họ đã bắt đầu kế hoạch kia rồi, ha ha. Lúc này, Diệp Huyên chợt chĩa trường kiếm trong tay vào giữa chân mày ông lão, đừng có ý đồ với muội muội ta, nếu không, ta nhất định sẽ khiến các người biết cái gì gọi là muốn chết không được. Dứt lời, kiếm của hắn từng chút đâm vào. Máu tươi bắn tung tóe. Cứ thế, kiếm của Diệp Huyên từng chút đâm vào giữa chân mày ông lão, kiếm chấn hồn của hắn đang không ngừng chiếm đoạt linh hồn của ông lão. Còn ông lão thì đang không ngừng cười to, Diệp Huyên, ngươi càng quan tâm muội muội của mình, nàng ta sẽ chết càng thê thảm, ha ha. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Phụt. Đầu ông lão bay thẳng ra ngoài. Sắc mặt Diệp Huyên nặng nề đến đáng sợ. Lúc này, Đế Khuyển trầm giọng nói, bây giờ bọn họ muốn ra tay với người bên cạnh ngươi. Diệp Huyên im lặng cầm kiếm chấn hồn, không nói một lời. Đế Khuyển lại nói, ngươi đừng lo lắng, tuy mục tiêu của bọn họ là muội muội ngươi, nhưng bây giờ muội muội ngươi ở võ viện, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Diệp Huyên lắc đầu, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Hắn biết vì lấy được tháp giới ngục, chắc chắn những người đó sẽ bất chấp tất cả. Những người đó khó mà ra tay với hắn, cho nên chắc chắn sẽ ra tay từ những người bên cạnh hắn, đặc biệt là muội muội. Diệp Huyên trầm giọng nói, Đế Khuyển huynh, ta cần huynh giúp đỡ. Đế Khuyển hỏi, ta đi âm thầm bảo vệ nàng. Chương 1359, người quen. Diệp Huyên gật đầu, có ngươi, ta sẽ yên tâm hơn một chút. Đế Khuyển nói, được, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, chắc chắn bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Diệp Huyên nói, yên tâm, không đánh lại, ta sẽ chạy. Đế Khuyển cười, ta chỉ sợ ngươi ngu ngốc đi liều mạng thôi. Tự mình cẩn thận. Nói xong, Đế Khuyển rời khỏi tháp giới ngục, biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Giết! Bây giờ hắn muốn giết người. Diệp Huyên nhanh chóng biến mất. Bên kia, bóng đỏ vừa chạy trốn khi nãy dừng lại, lúc này, gã ta đã cách xa thần Vũ Thành. Hoảng hồn. Chuyện khi nãy thật sự khiến gã ta hoảng hồn. Thực lực của ông lão kia mạnh hơn gã ta, nhưng lại bị Diệp Huyên giết chết bằng một kiếm, dù Diệp Huyên đánh lén, nhưng điều này cũng vô cùng đáng sợ. Thực lực của Diệp Huyên này mạnh đến mức hơi quá đáng. Mà nếu tiếp tục mặc kệ như vậy, Diệp Huyên sẽ trở nên mạnh hơn. Người thế này, nếu không giết chết sẽ để lại hậu họa vô cùng. Bóng đỏ đứng yên một lát, sau đó xoay người rời đi, bây giờ gã ta đã không dám đi theo dõi Diệp Huyên nữa rồi. Diệp Huyên quay về thần Vũ Thành, hắn đi tới võ viện một lần nữa, nhưng lần này hắn cũng không đi vào. Không lâu sau đó, chiến quân đi ra khỏi võ viện. Lần này, ngoài chiến quân còn có một nhóm người. Người quen. Mấy người mặc Vân Khởi, Khương Cửu. Thấy bọn họ, Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Google ngay trang gạch dưới chu mtgcuen. Me gạch dưới. Lúc này, Mặc Vân Khởi chạy đến trước mặt Diệp Huyên ôm chặt lấy hắn. Diệp Thổ Phỉ, nhìn thấy ông đây có phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rất bất ngờ không? Ha ha. Diệp Huyên. Chương 1360, bây giờ học viện Thương Lan thế nào rồi? Lúc này, Khương Cửu và Bạch Trạch đi tới trước mặt Diệp Huyên, Khương Cửu quan sát hắn, đao của ta đâu? Đao! Diệp Huyên sửng sốt, sau đó vội lấy một thanh đao ra. Kim đao! Đây là thứ lúc trước Khương Cửu tặng hắn, đương nhiên hắn vẫn luôn giữ kỹ. Thấy thanh kim đao này, vẻ mặt Khương Cửu dịu dàng hơn. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, thấy ta không vui à? Diệp Huyên ôm lấy Khương Cửu, cười ha ha, vui. Rất vui, ha ha. Khương Cửu. Cách đó không xa, Mặc Vân Khởi bĩu môi, trọng sắc khinh bạn. Bạch Trạch đứng bên cạnh Mặc Vân Khởi hờ hững nói, ngươi nên tự mình biết mình chút đi. Mặc Vân Khởi giận dữ nói, ngươi có ý gì? Mặt Bạch Trạch không chút cảm xúc, ta nói ngươi ngốc. Mặc Vân Khởi. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên và Khương Cửu, không nói gì.
Một lát sau, mấy người Diệp Huyên tìm một tửu lâu trong thành. Cả đám ngồi vây quanh bàn. Mạc Vân Khởi nhìn thức ăn trên bàn, lắc đầu thở dài, món ăn này tệ hơn Diệp Thổ Phỉ nấu nhiều. Nghe thấy lời của Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Khương Cửu ở một bên đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên. Lúc này, bọn họ nhớ tới cuộc sống trong học viện Thương Lan ở Thanh Châu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bây giờ học viện Thương Lan thế nào rồi? Mạc Vân Khởi nói, phát triển rất tốt, đã là học viện đứng đầu thanh thương giới rồi, hơn nữa quan hệ của chúng ta và Thương Kiếm Tông rất tốt, bây giờ người của cả thanh thương giới đều xem việc gia nhập học viện Thương Lan chúng ta là vinh quang. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi đi nhanh quá, chúng ta suýt không đuổi kịp ngươi rồi. Nếu không nhờ ngươi cho người đưa tử nguyên tinh cho chúng ta, e rằng cả đời này chúng ta đều không thể gặp mặt nữa. Chương 1361, càng nhiều trợ thủ càng tốt. Diệp Huyên nói, thiên phú của các ngươi không tệ, chỉ cần có đủ tài nguyên thì sẽ không thua kém ai cả. Mạc Vân Khởi cười hì hì, ta cũng cảm thấy thế. Diệp Huyên lắc đầu cười, tên này vẫn láu cá như thế. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên hỏi, có tính toán gì không? Tính toán? Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, không có tính toán gì, bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ thôi. Trở nên mạnh mẽ? Mạc Vân Khởi gật đầu, cái này chúng ta hiểu. Từ Thanh Thành đến nay, mấy người bọn họ đều phát hiện, không có thực lực, mọi thứ đều là may bay. Thế giới này chính là kẻ mạnh đứng đầu, cao thủ được sống. Chính là tàn khốc như thế. Diệp Huyên nói, bây giờ các ngươi đã gia nhập võ viện rồi à? Mạc Vân Khởi gật đầu, võ viện khá thích hợp với chúng ta, ngươi biết đấy, chúng ta không biết gì về kiếm cả. Diệp Huyên gật đầu, khoảng thời gian gần đây, các ngươi đừng ra khỏi Thần Vũ Thành, có vài người đang âm thầm dòm ngó ta sợ bọn họ có ý đồ với các ngươi. Mấy người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng, Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hạn chế ra khỏi võ viện. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía chiến quân, chiến huynh, huynh giúp ta một chuyện, điều tra giúp ta tinh vực này có cao thủ có thể dùng tiền mời được không? Chuyện bách hợp. Chiến quân ngây người, sau đó nói, huynh muốn tìm người. Diệp Huyên gật đầu. Lần này, hắn không định hành động một mình. Bây giờ, thứ hắn không thiếu nhất chính là tử nguyên tinh. Tìm trợ thủ. Càng nhiều trợ thủ càng tốt. Chiến quân ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói, chuyện này giao cho ta, chỉ cần có tiền, ta tin chắc chắn rất nhiều cao thủ sẽ chịu ra tay giúp đỡ. Chương 1362, cậu cần kiếm. Nói xong, hắn ta hơi do dự, sau đó hỏi, à, mời cao thủ cấp bậc gì? Diệp Huyên đáp, thấp nhất tạo hóa cảnh. Chiến quân trầm giọng nói, cao thủ cấp bậc này cần rất nhiều tử nguyên tinh đấy. Diệp Huyên cười nói, cái này không vấn đề, ta không thiếu. Từ trước đến giờ, hắn giết vô số cao thủ, linh hồn của những cao thủ kia gần như đều bị tiểu hồn cắn nuốt, nhưng đồ của bọn họ hắn đều giữ lại. Hơn nữa hắn đã liên lạc với thần tộc, bảo thần tộc đưa tới cho hắn chút tiên khí. Mấy trăm món tiên khí của thần tộc, những thứ này đều là thứ vô cùng đáng tiền với cao thủ tạo hóa cảnh. Dù sao không phải ai cũng có bảo vật tạo hóa cảnh. Một canh giờ sau, mấy người Khương Cửu trở về võ viện. Bây giờ với bọn họ, võ viện mới là nơi an toàn nhất. Trong một tiểu viện ở võ viện, bốn người Khương Cửu ngồi quanh bàn. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, trong bốn người chúng ta, Cửu công chúa có thực lực mạnh nhất, đã là nguyên cảnh, cách thánh cảnh gần nhất, nhưng mà... Nói đến đây, hắn ta lắc đầu cười, kẻ thù của Diệp Thổ Phỉ quá mạnh, e rằng mấy người chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Bạch Trạch gật đầu, gánh nặng. Khương Cửu im lặng, sắc mặt hơi nặng nề. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nhẹ giọng nói, đừng nghĩ thế. Mọi người nhìn về phía Kỳ An Chi, nàng ta tiếp tục, làm bạn bè. Có thể giúp thì giúp, không thể giúp cứ cố hết sức là được. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ nhiều về những việc khác. Khương Cửu đứng dậy, đi tu luyện thôi. Nói xong,
nàng ấy và Kỳ An Chi xoay người rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch, thật ra thì ta rất muốn đánh hắn một trận. Bạch Trạch gật đầu, ta cũng muốn, vấn đề là đánh không thắng, cho nên, ta chỉ có thể đánh ngươi thôi. Mạc Vân Khởi lập tức nổi giận. Sau khi Diệp Huyên trở lại kiếm tông thì lập tức đi tìm Việt Vô Trần. Cậu cần kiếm. Chương 1363, quá nhẹ. Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên trước mặt, hơi tò mò. Diệp Huyên gật đầu, cần rất nhiều kiếm. Việt Vô Trần im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Việt Vô Trần trầm giọng nói, nếu cậu chỉ cần một cái, ta có thể cho cậu một thanh kiếm cấp bậc tiên khí, nhưng cậu lại cần rất nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể mua. Việt Vô Trần lắc đầu, những kiếm này, kiếm tông ta sẽ không bán. Vì nếu nó ở trong tay đệ tử của kiếm tông sẽ có uy lực vô cùng, vì thế, tông môn rất coi trọng những kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, Việt Vô Trần vung tay phải lên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Kiếm dài 5 thước, dài gấp 1/3 lần kiếm bình thường, thân kiếm mỏng như cánh ve. Ngoài ra, thanh kiếm này còn không có chuôi kiếm. Diệp Huyên nhìn về phía Việt Vô Trần, tiền bối. Việt Vô Trần nói, đây là bội kiếm của ta, tên là Hoang U, cũng là một thanh phi kiếm, được làm từ chất liệu đặc biệt, nhẹ tựa lông hồng, rất thích hợp với cậu. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, đây là kiếm của người. Việt Vô Trần cười lắc đầu, ta không thạo phi kiếm, kiếm này ở trong tay ta không phát huy được uy lực thật sự của nó, đừng rong dài nữa, nhận lấy đi. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nhận lấy kiếm Hoang U này, đúng như Việt Vô Trần nói, cầm thanh kiếm này, hắn có cảm giác như đang cầm không khí vậy. Quá nhẹ. Dù kiếm này không có cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng chắc chắn là tồn tại hàng đầu trong tiên khí. Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên, nhớ kỹ, đừng đi ra khỏi thành. Nói xong, lão xoay người rời đi. Diệp Huyên cất kiếm Hoang U, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Không biết tại sao, bây giờ hắn có hơi sốt ruột, tựa như chuyện không tốt gì đó sắp xảy ra vậy. Lúc này, giọng nói của tầng 6 đột nhiên vang lên trong đầu, nếu ngươi từ bỏ muội muội mình, kiếm của ngươi sẽ mạnh đến mức ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Chấp niệm của ngươi với muội muội sâu bao nhiêu, kiếm của ngươi sẽ mạnh bấy nhiêu. Diệp Huyên lắc đầu, muội muội là tất cả với ta, vì muội ấy, ta có thể vứt bỏ mọi thứ, kể cả kiếm. Đương nhiên, muội muội ta và kiếm không hề mâu thuẫn với nhau. Chương 1364, ai biết được. Tầng 6 nói, nếu ngươi từ bỏ nàng ta, tập trung vào kiếm, ngươi sẽ mạnh hơn. Diệp Huyên đáp, khi đó, ta sẽ mất đi ý nghĩa việc tu kiếm của mình. Đây là chấp niệm. Ồ, chấp niệm thì chấp niệm đi. Chấp niệm, chính là ma. Ma thì là ma thôi. Ngươi sẵn lòng thành ma sao? Ma và thần có gì khác nhau à? Ặc, người đời đều nghĩ ma là xấu, thần là tốt. Ở trong mắt ta, người gọi là ma chưa chắc đã xấu, mà người gọi là thần cũng chưa chắc sẽ tốt. Ngươi nói có lý, vậy có hứng thú nhập ma không? Ma có mạnh không? Tạm được. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, tiền bối là ma à? Tầng 6 nói, bọn họ gọi ta là đại ma đầu, thật ra thì ta cảm thấy ta là người tốt. Diệp Huyên hỏi, vậy sao người lại bị nhốt vào? Tầng 6 đáp, cái tháp nát này của ngươi nhốt người chỉ xem mạnh yếu, không phân biệt tốt xấu. Diệp Huyên. Tháp nát. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, sao người lại gặp tháp này thế? Tầng 6 đáp, nó có thể cảm nhận được hơi thở của cao thủ. Chỉ cần có năng lực hoặc có tiềm lực tiến vào ngũ duy, nó đều nhốt lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vì sao nó không cho người khác tiến vào ngũ duy? Tầng 6 nói, ai biết được? Nói xong, y im lặng một lát rồi tiếp tục, nhưng có một chuyện ngươi phải cẩn thận, đó là tháp này là một giấy thông hành tiến vào ngũ duy, không có giấy thông hành, dù ngươi có mạnh đến mức nào đi nữa cũng không vào ngũ duy được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Tầng 6 giải thích, vì chỉ có cái tháp nát này biết cách đến ngũ duy ra sao, không có nó,
dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào cũng không thể tiến vào ngũ duy, vì ở đây hoàn toàn không có đường đến ngũ duy. Chương 1365, Thương hội thông báo. Diệp Huyên lại hỏi, vậy sao mới biết được là có ngũ duy? Vì tháp này sao? Tầng 6 trả lời, phải. Diệp Huyên vẫn không hiểu, tại sao? Tầng 6 đáp, nếu ngươi thấy dáng vẻ của nó ở thời kỳ đỉnh cao thì ngươi sẽ hiểu. Đương nhiên ta cũng không biết bây giờ đã có người tìm được đường đến ngũ duy chưa. Diệp Huyên trầm giọng nói vậy là ta có giấy thông hành đến ngũ duy à? Tầng 6 cười, ngươi phải tỉnh táo một chút. Thứ nhất, cái tháp nát này chọn nhận ngươi làm chủ có thể chỉ là kế tạm thời của nó. Thứ hai, sẽ có rất nhiều người muốn có được cái tháp này của ngươi. Diệp Huyên hỏi, tiền bối không muốn sao? Tầng 6, ta không muốn đến ngũ duy lắm. Cái tháp này không có sức hấp dẫn quá lớn với ta. Diệp Huyên cười, không nói gì. Đương nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin lời y, dù là lúc nào, cẩn thận một chút chắc chắn cũng không sai. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy tầng 6 này không đơn giản. Tính tình dễ chịu. Rất không bình thường. Một người bị giam nhiều năm như vậy, không thể nào bình tĩnh đến thế được. Nói một cách công bằng. Nếu hắn bị giam nhiều năm như vậy chắc chắn cũng sẽ nổi điên. Huống hồ dường như người này còn là một đại ma đầu. Dù sao theo hắn thấy, dù đối phương giả vờ hay thật sự là thế, thì hắn cũng phải giữ lòng đề phòng. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi kiếm tông. Hắn đi tới một thương hội trong thần Vũ Thành. Thương hội thông báo. Thương hội này là thương hội duy nhất trong thần Vũ Thành, thương hội này rất thần bí. Không ai biết lai lịch thật sự của nó, nhưng có thể mở thương hội ở thần Vũ Thành này đã đủ chứng minh nó không đơn giản. Vừa đi vào thương hội, một cô gái đã tiến lên nghênh đón. Cô gái vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi người, quý khách cần gì ạ? Diệp Huyên đáp, bán đồ. Chương 1366, vượt ngoài dự đoán của bà ta. Nói xong, hắn lấy ra mấy món đồ, đều là bảo vật cấp bậc tiên khí. Thấy thế, sắc mặt cô gái hơi thay đổi, sau đó, nàng ta lại cung kính cúi người, mời quý khách đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên vào trong một phòng riêng, Diệp Huyên vừa ngồi xuống, một người phụ nữ xinh đẹp đã đi vào. Nhìn từ bề ngoài, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, vóc dáng là lướt nở nang, rất quyến rũ. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới trước mặt Diệp Huyên, cười nói, tiểu ca này muốn đấu giá những tiên khí kia hay bán luôn cho thương hội thông bảo ta. Diệp Huyên hỏi, có gì khác nhau sao? Người phụ nữ xinh đẹp cười nói, nếu đấu giá sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng phải cần thời gian. Còn nếu bán cho chúng ta có thể lập tức lấy tiền. Diệp Huyên trầm giọng nói, bán cho các người, một thanh tiên khí giá bao nhiêu? Người phụ nữ im lặng suy nghĩ, sau đó nói, một thanh tiên khí 30 triệu tử nguyên tinh, hoặc là 300.000 tiên tinh. Tiên tinh. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, đó là gì? Người phụ nữ hơi sửng sốt, sau đó cười giải thích tiên tinh quý giá hơn tử nguyên tinh, mà tiên tinh là được ngưng tụ từ tử nguyên tinh. Nếu tử nguyên tinh không bị người ta khai phá, hấp thụ linh khí 10.000 năm sẽ có tỷ lệ chuyển hóa thành tiên tinh. Mà tiên tinh này có tác dụng rất lớn, đặc biệt là với cao thủ tạo hóa cảnh. 300.000 tiên tinh. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì đổi tiên tinh. Nói xong, hắn bấm ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt người phụ nữ. Bên trong nhẫn chứa đồ là tất cả những thứ hắn không cần, rất nhiều, vì trên đường đến đây, hắn từng giết không ít cao thủ tạo hóa cảnh, đồ của những người đó đều bị hắn lấy hết. Ngoài vũ khí tạo hóa cảnh ra, những thứ khác hắn đều định bán hết. Đương nhiên hắn sẽ không bán trang phục chư thần, cái này giữ lại vẫn có tác dụng. Người phụ nữ nhìn nhẫn chứa đồ của Diệp Huyên, sau đó, vẻ mặt bà ta hơi thay đổi. Chương 1367, tiền không là vấn đề. Nói xong, bà ta đưa nhẫn cho một ông lão ở cách đó không xa. Ông lão nhận lấy chiếc nhẫn, xoay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, cười nói, quý khách còn cần gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ,
sau đó nói, các người có sát thủ không? Người phụ nữ sửng sốt. Diệp Huyên lại hỏi, ta cần thuê mấy vệ sĩ? Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp hơi kỳ lạ, quý khách cần vệ sĩ. Diệp Huyên gật đầu, tốt nhất là cấp bậc tạo hóa cảnh. Cao thủ đạo cảnh thì càng tốt. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, nếu ta đoán không lầm, quý khách là người của kiếm tông đúng không? Diệp Huyên cười, các người điều tra nhanh đấy, ta đúng là người của kiếm tông, nhưng ta vẫn cần mấy vệ sĩ. Người phụ nữ im lặng. Diệp Huyên cười nói, không có sao. Bà ta lắc đầu, có thì có, nhưng mời bọn họ rất đắt. Diệp Huyên nói, tiền không là vấn đề. Người phụ nữ xinh đẹp đang định nói tiếp, lúc này, ông lão vừa rời đi lúc trước đã quay lại, ông ta đi tới sau lưng bà ta, một lát sau, người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, quý khách, chúng ta tính được bảo vật trong nhẫn chứa đồ của cậu có giá trị 530 triệu tử nguyên tinh. Chương 1368, không có điều kiện. Người phụ nữ cười nói, thiếu. Diệp Huyên hiểu rồi. Xem ra dù ở tinh vực thần vũ này, cao thủ đạo cảnh cũng là một tồn tại hiếm hoi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì một vị, còn cao thủ tạo hóa cảnh thì sao? Mời một vị cần bao nhiêu? Người phụ nữ đáp, 300.000. Diệp Huyên nói, thuê cho ta 10 người, đương nhiên phải là người thật sự có năng lực. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, nói trước, chúng ta không tham gia vào cuộc chiến nội bộ của kiếm tông. Diệp Huyên cười, yên tâm, ta mời các người không phải muốn các người giúp ta đối phó với đệ tử của kiếm tông, muội muội của ta ở võ viện, ta cần một vài người âm thầm bảo vệ muội ấy. Nói xong, hắn như nghĩ đến điều gì, lập tức nghiêm mặt nói, ta cảm thấy bà nên điều tra về ta trước, sau đó hẳn quyết định có muốn tiếp tục hợp tác với ta không. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó quay đầu nhìn ông lão bên cạnh. Ông lão lui xuống, không lâu sau, ông ta đi về bên cạnh người phụ nữ một lần nữa. Một lát sau, người phụ nữ đứng bật dậy, bà ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hơi nặng nề cậu. Diệp Huyên cười nói, còn hợp tác với ta không? Người phụ nữ im lặng. Hợp tác? Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì hắn không hề cảm nhận được có người đến, hắn quay đầu nhìn ra cửa, có một cô gái đứng đó từ lúc nào. Cô gái trông khoảng 20 mấy tuổi, mặc váy dài màu trắng, đôi mắt bị che khuất bởi lớp vải tơ tằm màu đen. Thấy cô gái, người phụ nữ xinh đẹp và ông lão sau lưng bà ta vội thi lễ tiểu thư. Cô gái gật đầu, Diệp công tử, chúng ta có thể hợp tác với công tử. Chẳng những thế, chúng ta còn có thể phái ra 2 cao thủ đạo cảnh bảo vệ muội muội ngươi. Hơn nữa còn không thu bất kỳ lệ phí nào của Diệp công tử. Diệp Huyên nói, điều kiện. Cô gái đáp, không có điều kiện. Chương 1369, đánh cược một lần. Diệp Huyên cười khổ, vậy thì ta phải mang cái ơn này rồi. Nói xong, hắn nhìn cô gái, cô nương, cô cảm thấy để ta mang ơn có giá trị hơn tiền à? Cô gái nói, Diệp công tử không có lòng tin với mình sao? Diệp Huyên cười nói, ta là lo lắng thay cô. Cô gái nhẹ giọng nói, nếu Diệp công tử gật đầu, từ bây giờ, người của chúng ta sẽ đến võ viện âm thầm bảo vệ lệnh muội. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, vậy thì cảm ơn. Cô gái gật đầu, sau này Diệp công tử cần gì cũng có thể đến thương hội thông báo của ta. Diệp Huyên chắp tay, vậy thì cảm ơn. Ta còn có việc, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Sau khi Diệp Huyên đi, người phụ nữ xinh đẹp vội vàng đi tới trước mặt cô gái, tiểu thư. Cô gái nhẹ giọng nói, ta biết có rất nhiều người muốn hắn chết, bao gồm rất nhiều thế lực mà thương hội thông bảo chúng ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Người phụ nữ trầm giọng hỏi, vậy vì sao tiểu thư muốn giúp hắn? Cô gái nói, ai cũng muốn hắn chết. Mà hắn vẫn còn sống đến bây giờ, người cảm thấy bình thường sao? Người phụ nữ im lặng. Cô gái lại nói, món bảo vật trên người hắn không phải chúng ta có thể có được, dù lấy được cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Bây giờ hắn khó khăn, chúng ta giúp hắn trong âm thầm, có lẽ sau này sẽ có thu hoạch không tưởng. Người phụ nữ xinh đẹp nói, nếu hắn chết thì sao?
Cô gái hỏi ngược lại, còn nếu hắn không chết? Người phụ nữ im lặng. Cô gái lại nói tiếp, đánh cược một lần. Cược thắng, sau này chúng ta sẽ có một đồng minh là cao thủ siêu cấp, cược thua chúng ta cũng không mất gì. Người phụ nữ xinh đẹp nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư chắc chắn được mấy phần là sẽ cược thắng. Chuyện ra đấu. Cô gái đáp, không chắc. Người phụ nữ. Cô gái nhẹ giọng nói, càng thấp, càng không có hy vọng, ta càng phải đánh cược. Chương 1370. Nghe thấy lời của cô gái, người phụ nữ rất khó hiểu tiểu thư. Nhưng cô gái lại lắc đầu, đừng nhiều lời. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp đứng tại chỗ, cười khổ tiểu thư. Ông lão ở bên cạnh chợt nói, thiếu niên kia rất mạnh. Người phụ nữ nhìn ông ta, mạnh đến mức nào? Ông lão đáp, nếu hắn ra tay, ngoài tiểu thư ra, lúc này thương hội thông bảo ta không ai có thể ngăn cản được hắn. Nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp giật mình, sao có thể? Ông lão khẽ thở dài, không nói gì, xoay người rời đi. Cô gái đi ra ngoài thương hội thông bảo, ngồi xuống trước một băng đá, một lát sau, hai ông lão xuất hiện sau lưng nàng ta. Cô gái nhẹ giọng nói, hai thúc thúc, muội muội của Diệp Huyên kia làm phiền hai vị rồi. Hai ông lão gật đầu một cái, sau đó xoay người biến mất. Cô gái lại nói, Diệp công tử, xuất hiện đi. Nàng ta vừa dứt lời, Diệp Huyên đã lặng lẽ xuất hiện ở cách đó không xa. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô gái, cười nói, cô nương lợi hại đấy. Cô gái nhẹ giọng nói, cách ẩn nấp của Diệp công tử cũng rất lợi hại. Diệp Huyên cười khổ, nhưng vẫn không che giấu được cô nương. Cô gái nói, Diệp công tử đang lo lắng rằng ta có âm mưu gì ư. Diệp Huyên gật đầu, cô nương giúp ta mà không có điều kiện gì, ta thật sự không yên tâm. Cô gái cười khẽ, Diệp công tử lo lắng cũng có lý, nhưng ta có thể nói với Diệp công tử, so với tiên tinh của Diệp công tử, ta coi trọng ơn nghĩa của Diệp công tử hơn. Diệp Huyên nhìn cô gái, đa tạ cô nương để mắt. Nói xong, hắn hơi do dự, sau đó tiếp tục, ta muốn mua của cô nương mấy thanh kiếm, tốt nhất đều là cấp bậc tiên khí. Cô gái hỏi, bao nhiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, 20 thanh. Chương 1371, Diệp công tử không đủ tiền. Cô gái im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói, Diệp công tử không đủ tiền. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, 5 triệu tiên tinh vẫn chưa đủ sao? Cô gái lắc đầu, bảo vật như tiên khí rất hữu dụng với cao thủ tạo hóa cảnh. Vì nếu một cao thủ tạo hóa cảnh có một tiên khí, thực lực ít nhất có thể tăng lên 3 phần. Mà Diệp công tử còn cần kiếm, một thứ khá hiếm trong tiên khí. 20 thanh kiếm cấp bậc tiên khí, dù là thương hội thông bảo của ta cũng khó gom đủ trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyên sa sầm mặt, lúc này, cô gái lại nói, nhưng ta có thể gom đủ cho công tử, chẳng những thế còn có thể cho công tử nợ. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô nương có điều kiện gì? Cô gái nhẹ giọng nói, ta muốn xem thử bảo vật trên người công tử. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười, chỉ đơn giản thế thôi sao? Cô gái gật đầu. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó sử dụng tháp giới ngục, khi thấy ngọn tháp nhỏ trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt cô gái hơi thay đổi. Một lát sau, nàng ta nói, Diệp công tử, trong tháp này có không gian đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lại hỏi, ta có thể xem thử không? Nói xong, nàng ta lại tiếp tục, là ta đường đột rồi. Diệp Huyên cười, không có gì đường đột cả, bây giờ cô nương muốn vào xem cũng được. Nói xong, hắn lập tức đưa cô gái vào trong tháp giới ngục. Trong tầng thứ nhất của tháp, cô gái tò mò nhìn xung quanh, Tiểu Linh Nhi đứng trước mặt nàng ta không xa. Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn cô gái. Cô gái nhẹ giọng nói, chẳng trách. Diệp Huyên đứng bên cạnh nàng ta hỏi, sao vậy? Cô gái cảm thán, vật này đúng là không tầm thường, chẳng trách có nhiều người muốn có được nó như thế. Diệp Huyên cười, cô nương không muốn sao? Cô gái lắc đầu, nếu bảo vật này rơi vào tay ta, chắc chắn sẽ là một tai họa với ta. Diệp Huyên lắc đầu cười, đối với ta bây giờ nó đã là tai họa rồi. Cô gái cười khẽ,
vậy vì sao Diệp công tử còn muốn giữ nó bên người? Diệp Huyên cười khổ, bây giờ muốn đuổi nó đi cũng không được. Chương 1372. Cô gái gật đầu, không hỏi nhiều nữa, nàng ta nhìn Tiểu Linh Nhi trước mặt, nhẹ giọng nói, chắc hẳn cô bé là bản nguyên chi linh đúng không? Diệp Huyên nhìn cô gái, hơi ngạc nhiên, cô gái này không đơn giản. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đưa cho nàng ta một quả linh quả. Cô gái cười khẽ cảm ơn. Nói xong, nàng ta nhận lấy trái cây, nàng ta hơi do dự, sau đó lấy một miếng ngọc bội ra đưa cho Tiểu Linh Nhi, có lẽ thứ này sẽ có tác dụng với ngươi. Tiểu Linh Nhi nhận lấy ngọc bội kia lập tức phát hiện một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyên hỏi, cô nương, đây là... Cô gái nhẹ giọng nói, Diệp công tử đừng lo lắng, thứ này là ngọc bội tỏa linh, có thể khóa linh khí trên người cô bé lại, không để linh khí tiết ra ngoài, như vậy linh khí của cô bé sẽ không bị lãng phí nữa. Thì ra là vậy. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi, cười nói, còn không mau cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi nhìn cô gái, cất tiếng nói trong trẻo, cảm ơn tỷ tỷ. Cô gái nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, sau đó nhìn Diệp Huyên, chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Huyên gật đầu, đưa nàng ta rời khỏi tháp giới ngục. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên nhìn cô gái, cô nương. Bạch Chỉ. Cô gái nhẹ giọng nói, Diệp công tử có thể gọi ta là Bạch Chỉ. Diệp Huyên cười, Bạch Chỉ cô nương, làm phiền cô chuyện phi kiếm. Nói xong, hắn bấm tay. Một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhận lấy, Diệp công tử, 3 ngày sau đến đây tìm ta. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì cảm ơn, ta còn có việc, xin tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên gọi lại, Diệp công tử. Diệp Huyên dừng bước, xoay người nhìn nàng ta hỏi, Diệp công tử, vì sao công tử lại tin tưởng ta thế? Diệp Huyên cười, người quang minh chính đại không nói chuyện vòng vo, ta muốn kết bạn với cô nương. Chương 1373, ta là người của võ viện. Bạch Chỉ gật đầu, vậy chúng ta sẽ là bạn. Diệp Huyên vội hỏi, vậy sau này ta đến mua đồ có thể được giảm giá bao nhiêu? Bạch Chỉ sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, mục đích của ngươi là cái này à? Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, xoay người biến mất. Bạch Chỉ đứng tại chỗ, cười khẽ tên này thật thú vị. Nói xong, trên bàn đá trước mặt nàng ta xuất hiện một quyển trục. Trong quyển trục ghi lại mọi thứ về Diệp Huyên. Đương nhiên nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ Diệp Huyên, dẫu sao nếu giúp một kẻ vô ơn thì chẳng khác nào rước bực vào người. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp lúc trước xuất hiện sau lưng Bạch Chỉ, bà ta nhìn về hướng Diệp Huyên rời đi, tiểu thư. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, đại nạn của Gia Gia sắp đến, rất nhiều thế lực đang hăm he trong bóng tối, chỉ cần Gia Gia xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức ra tay với thương hội thông báo chúng ta. Người phụ nữ trầm giọng nói, chúng ta có thể nhờ võ viện và kiếm tông giúp đỡ, hoặc những... Bạch Chỉ lắc đầu, kẻ yếu tìm kẻ mạnh giúp đỡ, sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi thương hội thông bảo, Diệp Huyên quay về kiếm tông, một thanh niên xuất hiện trước mặt hắn. Thanh niên quan sát Diệp Huyên một lúc, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Thanh niên nói, ta là người của võ viện. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì không? Thanh niên cười khẩy, ngươi giết người ở võ viện ta, thật sự cho rằng. Lúc này, một thanh phi kiếm chợt chĩa vào giữa chân mày của thanh niên. Thân thể thanh niên cứng đờ, không dám động đậy, sợ đầu mình bị kiếm đâm vào. Diệp Huyên đi đến trước mặt thanh niên, cho rằng cái gì? Chương 1374, giết chết Diệp Huyên. Thanh niên giận dữ nói, Diệp Huyên, ngươi cho rằng ta. Chẳng mấy chốc, kiếm đã đâm vào nửa tấc, một dòng máu tươi chảy ra từ giữa chân mày thanh niên. Thanh niên vội nói, ta chỉ đến xem thử, không có ý gì khác. Diệp Huyên gật đầu, người đến như thế mà không mang theo quả à? Thanh niên. Diệp Huyên hỏi lại, không có quả. Thanh niên vội đáp, có.
Nói xong, hắn ta vội tháo nhẫn chứa đồ của mình xuống, sau đó đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, bên trong có hơn 3 triệu tử nguyên tinh, cũng coi như một khoản tiền nhỏ. Diệp Huyên nhận lấy, cười nói, huynh đệ tới thì tới, còn tặng quà to như vậy, hầy, đúng là khách sáo quá. Thanh niên cười vô cùng mất tự nhiên, phải, phải. Diệp Huyên cất kiếm đi, cười nói, sau này rảnh rỗi thì tới nhiều hơn nhé. Nói xong, hắn rời đi. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn ta xoay người bỏ chạy. Sau khi quay về võ viện, trên mặt thanh niên đã chảy đầy máu tươi. Mấy đệ tử võ viện vây quanh thanh niên trước pho tượng của võ viện, thanh niên kia điên cuồng nói, Diệp Huyên kia đúng là hiếp người quá đáng, không chỉ sỉ nhục ta còn nói võ viện ta không có ai, sau này gặp đệ tử võ viện ta lần nào sẽ đánh lần đó. Nghe thấy lời của thanh niên, tất cả mọi người lập tức vô cùng giận dữ, có người phẫn nộ nói, Diệp Huyên kia nghĩ mình là ai mà dám sỉ nhục võ viện ta như vậy. Quách Phi, có phải tự ngươi đi tìm Diệp Huyên kia, sau đó chịu thiệt thòi cho nên tới xúi giục mọi người không? Nhảm nhí, lúc trước Diệp Huyên kia giết người ở võ viện chúng ta, ngươi quên rồi ư? Bây giờ đệ tử của Kiếm Tông đều lấy chuyện này ra trêu cười võ viện chúng ta, nói đệ tử của võ viện vô dụng. Đúng thế, bây giờ võ viện chúng ta bị lép vế trước đệ tử Kiếm Tông, thật sự quá khó chịu. Giết chết Diệp Huyên. Lúc này, không biết ai nói câu đó. Chương 1375, Mạc Tà của Ma Kha Tộc. Xung quanh thoáng yên tĩnh, một khắc sau, đột nhiên có vô số người gào thét, giết chết Diệp Huyên. Các ngươi muốn giết chết ta à? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một hướng. Mọi người nhìn qua, thấy một thanh niên đứng cách đó không xa, người này chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, sắc mặt thanh niên vừa chạy về kia lập tức thay đổi, liên tục lùi về sau. Diệp Huyên nhìn mọi người xung quanh, cười hỏi, các ngươi muốn giết chết ta à? Một đệ tử võ viện trong đó đứng dậy, tức giận nhìn Diệp Huyên, phải thì sao? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, các ngươi muốn đánh hội đồng hay đấu tay đôi? Đệ tử võ viện kia giận dữ nói, đánh ngươi còn cần đánh hội đồng ư? Ngươi! Hắn còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày hắn. Người đàn ông im bặt. Xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn mọi người, muội muội ta ở võ viện, bạn bè ta cũng thế, nói thật, ta không muốn xảy ra chuyện không vui gì với võ viện cả. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía võ điện, võ viện phái ra một người đấu tay đôi với ta, đánh một trận quyết định thắng thua, giải quyết ân oán, được chứ? Sau một thoáng yên tĩnh, một giọng nói vang lên từ võ điện, được. Sau giọng nói, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thấy người này, Diệp Huyên lập tức sửng sốt, huynh. Đương nhiên Diệp Huyên quen người này. Mạc Tà. Mạc Tà của Ma Kha tộc. Thấy Diệp Huyên, Mạc Tà cũng sửng sốt, huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, hắn không ngờ Mạc Tà này cũng gia nhập võ viện. Mạc Tà cười nói, Diệp Huynh, huynh cũng đến thần võ thành rồi à. Diệp Huyên gật đầu. Chương 1376, tốc độ của Diệp Huyên và Mạc Tà quá nhanh. Mạc Tà đang muốn nói chuyện, nhưng hắn ta nhanh chóng nghĩ đến điều gì, lập tức nhướng mày, Diệp Huynh. Diệp Huyên cười nói, so hai chiêu đi. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, được thôi. Dù là Diệp Huyên hay Mạc Tà cũng đều muốn so cao thấp với đối phương. Phải nói rằng lúc ở tinh vực Vị Ương, hai người đã muốn đấu một trận rồi. Tiếc là lúc đó không có cơ hội. Mà bây giờ đã có cơ hội rồi. Chiến. Hai người đi tới trên đài tỷ võ của võ viện. Đài tỷ võ rất lớn, rộng mấy trăm trượng. Cả đài tỷ võ có một trận pháp gia trì, chịu được lực lượng mạnh mẽ. Một vài đệ tử võ viện tập trung xung quanh đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huynh, cẩn thận nhé. Dứt lời. Hắn ta đột nhiên biến mất. Diệp Huyên ở phía xa cũng bất ngờ ra kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện, không gian bị xé rách. Ầm. Cả đài tỷ võ chấn động kịch liệt, hai người nhanh chóng lùi về sau, trong lúc lùi lại,
Trước mặt Mạc Tà chợt xuất hiện hai thanh phi kiếm, mà lúc này, thân thể Mạc Tà cũng đột nhiên mở đi. Vèo vèo. Hai thanh phi kiếm bay qua, nhưng lại chém lên trên không khí. Lúc này, Mạc Tà đã xông tới trước mặt Diệp Huyên, nhưng cái nghênh đón hắn ta lại là một tia kiếm quang. Mạc Tà đánh ra một quyền. Cứng đối cứng. Ầm. Sau một quyền đó, tia kiếm quang của Diệp Huyên lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, một nắm đấm đánh thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, nhưng lại nhanh chóng rút về. Vì không biết một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở sau gáy Mạc Tà từ lúc nào. Mạc Tà rụt tay lại, xoay người đấm ra một phát. Ầm. Phi kiếm này của Diệp Huyên cứ thế bị ép dừng lại. Lúc này, sắc mặt Mạc Tà thay đổi, xoay người chắp hai tay lại. Hai tay kẹp lại một thanh kiếm. Diệp Huyên xoay tay phải, nhưng kiếm lại không thể động đậy. Mạc Tà đang muốn ra tay thêm lần nữa, nhưng một khắc sau, lại một thanh phi kiếm bay tới từ sau lưng hắn ta. Sắc mặt Mạc Tà hơi thay đổi, giẫm nhẹ chân phải một cái, xông đến chỗ cách mười mấy trượng bên phải, nhưng hắn ta còn chưa dừng lại, hai thanh phi kiếm đã chém tới một lần nữa. Tốc độ của phi kiếm rất nhanh, khiến Mạc Tà lộ vẻ kích động, hắn ta không dám coi thường, lại lùi về sau một lần nữa, có thể nói là tránh thoát phi kiếm của Diệp Huyên với khoảng cách từ mm. Diệp Huyên đang muốn ra tay lần nữa thì Mạc Tà chợt biến mất. Hắn rút kiếm đâm một cái về bên phải. Ầm. Đài tỷ võ rung động dữ dội, một khắc sau, hai tàn ảnh và hai phi kiếm không ngừng di chuyển trên đài tỷ võ. Đệ tử trong sân nhìn mà kinh hãi run sợ, tốc độ của Diệp Huyên và Mạc Tà quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ hai người. Chương 1377, vị kia của kiếm tông rất có dã tâm. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên, tốc độ của phi kiếm này không phải đáng sợ bình thường. Nếu dùng để đánh lén. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Trước võ điện, viện trưởng Hách Liên Thiên của võ viện lẳng lặng nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà bên dưới, Tần Sơn đứng sau lưng ông ta. Sắc mặt Tần Sơn hơi nặng nề. Một lát sau, Hách Liên Thiên chợt hỏi, thế nào? Tần Sơn đáp, cả hai đều rất mạnh. Hách Liên Thiên cười khẽ, không ngờ lần này tinh vực vị ương lại có nhiều yêu nghiệt tới như thế, dù là Tiểu An, Liên Vạn Lý hay Diệp Huyên và Mạc Tà, cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe vậy, trên khuôn mặt nặng nề của Tần Sơn cũng xuất hiện nụ cười, đúng là không tệ. Hách Liên Thiên lắc đầu, đâu chỉ là không tệ, mấy yêu nghiệt này đều là trăm năm khó gặp đấy. Tần Sơn muốn nói lại thôi. Hách Liên Thiên, nói đi. Tần Sơn nói, viện trưởng, nhiều yêu nghiệt như vậy. Hách Liên Thiên nhẹ giọng hỏi, ông sợ bọn họ nội loạn ư? Tần Sơn gật đầu, bọn họ ai cũng không phục ai, đặc biệt là bây giờ, trong viện đã hình thành hai thế lực, một bên là phái vị ương của tinh vực vị ương dẫn đầu, cũng chính là mấy người An Lan Tú, những người đến từ tinh vực vị ương đều đứng về phía bọn họ, còn một bên là thiên tài ban đầu của võ viện ta, cũng chính là mấy người Trường Hà. Vì Diệp Huyên này, bây giờ quan hệ giữa hai bên không được tốt lắm. Hách Liên Thiên im lặng. TS lại nói, còn nữa, mấy người Tiểu An quá thân thiết với Diệp Huyên, mà võ viện chúng ta và kiếm tông. Hách Liên Thiên cười, vậy ông cảm thấy nên làm sao đây? Tần Sơn im lặng. Hách Liên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, chắc ông cũng biết chuyện giữa viện chúng ta và kiếm tông, hai bên có thể cạnh tranh. Tranh đấu với nhau, nhưng tuyệt đối không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Tại sao? Tần Sơn hơi khó hiểu. Hách Liên Thiên nhìn pho tượng bên dưới, có hai lý do. Thứ nhất, vì tổ sư, năm đó lúc tổ sư rời đi đã từng nhắn nhủ phải hòa thuận đời đời với kiếm tông. Thứ hai, dù là kiếm tông hay võ viện ta cũng đều có lá bài tẩy của mình, trừ khi chênh lệch quá xa, nếu không cả hai bên đều không dám động vào đối phương. Tần Sơn nói, vị kia của kiếm tông rất có dã tâm. Hách Liên Thiên cười, ta biết. Tần Sơn nhìn Hách Liên Thiên, viện trưởng không lo lắng sao? Hách Liên Thiên nhẹ giọng đáp, ta muốn xem thử kiếm tông của ông ta có dám ra tay với võ viện chúng ta không? Tần Sơn nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà bên dưới, nếu võ viện ta tranh đấu với kiếm tông,
Diệp Huyên này và mấy người Tiểu An. Hách Liên Thiên cười, ông phải biết Diệp Huyên là một kẻ trọng tình người, nếu kiếm tông bảo hắn đối phó với võ viện ta, ví dụ như bảo hắn tới giết mấy người Tiểu An và Mạc Tà, ông cảm thấy hắn sẽ làm thế không? Tần Sơn sửng sốt. Chương 1378. Hách Liên Thiên nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, kiếm tông mới là bên phải lo lắng. Hôm nay võ viện ta nhân tài đông đúc, e rằng mấy vị kia của kiếm tông không thể ngủ yên giấc đâu. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Tần Sơn ngây người, sau đó nói, không xem tiếp à. Bọn họ còn chưa phân thắng bại mà. Hách Liên Thiên lắc đầu, hai người đều không ra tay toàn lực, không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phân được thắng bại. Nói xong, ông ta đã biến mất. Tần Sơn nhìn xuống dưới, một lát sau, lão ta lắc đầu cười khổ, hai người này. Đúng như Hách Liên Thiên nói, dù là Mạc Tà hay Diệp Huyên cũng không sử dụng lá bài tẩy của mình. Hai người muốn phân thắng bại là rất khó. Trên đài tỷ võ bên dưới, sau một tiếng vang lớn, Mạc Tà và Diệp Huyên tách nhau ra, mà lần này, hai người không tiếp tục chiến đấu nữa. Vì bọn họ biết, tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa gì. Khi nãy hai người chỉ so những kỹ năng cơ bản. Mạc Tà đi tới trước mặt Diệp Huyên, cười nói, phi kiếm này của huynh lại nhanh hơn lúc ở Vị Ương không ít rồi. Diệp Huyên cười đáp, thực lực của huynh cũng mạnh hơn không ít. Mạc Tà nhẹ giọng nói, mối thù kia, huynh có quên không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Mạc Tà khẽ gật đầu, tinh chủ, dị vực, tinh vực thiên hà, còn cả một tinh vực nam tọa, bây giờ mấy thế lực này đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Huyên trầm giọng nói, tinh chủ đã phái người đến thần võ thành này rồi. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, vì bảo vật kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Mạc Tà nói, nếu cần gì thì thông báo một tiếng. Diệp Huyên trầm giọng nói, có chuyện thật sự cần huynh giúp đỡ. Mạc Tà nói đi. Diệp Huyên giải thích, muội muội ta ở võ viện, bọn họ sẽ nhằm vào muội ấy. Mạc Tà gật đầu, ta sẽ chú ý. Diệp Huyên cười, cảm ơn. Chương 1379, tàn kiếm. Mạc Tà đáp, khách sáo rồi. Nhớ kỹ, nếu có chuyện thì thông báo với ta. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía võ điện, không biết Diệp Liên thế nào rồi. An Lan Tú đã nói với hắn, chỉ cần Diệp Liên xuất quan sẽ dẫn cô bé tới gặp hắn. Mà bây giờ, Diệp Liên vẫn không có tin tức. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người rời đi. Mấy đệ tử võ viện xung quanh trố mắt nhìn nhau, thế là đánh xong rồi à? Lúc này, một người đàn ông đột nhiên dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ta không biết hắn và ngươi có quan hệ thế nào, nhưng ta cảm thấy trận tỷ võ khi nãy không có ý nghĩa gì cả. Diệp Huyên gật đầu, người muốn đấu lần nữa, đúng không? Người đàn ông gật đầu. Diệp Huyên hỏi, có thể bắt đầu chưa? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, gã chợt biến mất, vào khoảnh khắc gã biến mất, một tia kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang tản ra, người đàn ông liên tục lùi lại. Gã còn chưa dừng lại, hai thanh phi kiếm đã chĩa vào giữa chân mày gã. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn một vòng, ân oán của ta và võ viện đến nay kết thúc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mọi người đều im lặng. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi võ viện, Diệp Huyên trở về kiếm tông, vừa mới trở lại nhà tranh của Việt Vô Trần, một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông mặc trường sam màu xám cho, bên hông đeo một thanh kiếm. Người đàn ông quan sát Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên vừa gia nhập kiếm tông ta. Diệp Huyên gật đầu, ngươi là. Người đàn ông nói, ta là một tàn kiếm trong 6 kiếm của kiếm tông. Tàn kiếm. Chương 1380, kiếm tông thỏa hiệp. Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tàn kiếm gật đầu, nghe nói ngươi giết người ở võ viện. Diệp Huyên đang muốn đáp. Tàn kiếm lại nói, làm hay lắm. Diệp Huyên. Tàn kiếm lại nói, có hứng thú đi vô biên thành không?
Vô Biên Thành. Diệp Huyên nhíu mày, ở đâu? Tàn Kiếm nói, một tinh vực bỏ hoang, nơi đó có một tòa thành tên là Vô Biên Thành, chỗ đó có dị ma thú, giết những dị ma thú này có thể có được ma tinh. Diệp Huyên lắc đầu, ta còn có việc, không đi. Tàn Kiếm bấm tay, một thanh linh kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyên, nếu đệ tử võ viện vây công ngươi, có thể sử dụng lệnh kiếm này, chúng ta sẽ lập tức chạy đến. Nói xong, y xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn lệnh kiếm trong tay, cười một tiếng, sau đó cất kiếm. Tàn Kiếm khi nãy là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Còn trẻ như vậy đã là tạo hóa cảnh, không thể không nói đây là một điều rất đáng sợ. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung lên, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, ngay sau đó, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Người đó chính là Bạch Chỉ của Thương hội Thông Bảo. Diệp Huyên ngạc nhiên, Bạch cô nương. Bạch Chỉ nặng nề nói, đi. Diệp Huyên khó hiểu, Bạch Chỉ cô nương, cô có ý gì? Bạch Chỉ nói, bây giờ 6 cao thủ đạo cảnh đang ở Kiếm Tông. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Bạch Chỉ lại nói, đi ngay, chắc chắn Kiếm Tông sẽ thỏa hiệp, chắc chắn sẽ như thế. Kiếm Tông thỏa hiệp. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao Bạch cô nương lại chắc chắn thế? Bạch Chỉ khẽ thở dài, Diệp công tử, người gia nhập Kiếm Tông đến bây giờ có từng được gặp tông chủ của Kiếm Tông chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Chương 1381, người này chính là tông chủ của Kiếm Tông. Từ khi gia nhập Kiếm Tông đến bây giờ, ngoài Việt Vô Trần, hắn chưa từng thấy những cấp cao khác của Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên xa sầm mặt. Lúc này, hắn cũng phát hiện chuyện này hơi không bình thường. Bạch Chỉ lại nói, Kiếm Tông chắc chắn sẽ vứt bỏ ngươi. Vì tông chủ của Kiếm Tông rất có dã tâm, ông ta có dã tâm, cũng sẽ không đắc tội với những thế lực hàng đầu bên ngoài kia, đặc biệt là bên trong thần võ thành này còn có một võ viện. Nếu Kiếm Tông bị nhầm vào, khi đó tình cảnh của Kiếm Tông sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên chắc chắn Kiếm Tông sẽ lựa chọn vứt bỏ ngươi. Diệp Huyên im lặng. Bạch Chỉ nói tiếp, 6 cao thủ đạo cảnh, đây còn không phải thực lực chân chính của bọn họ. Nếu ngươi muốn bảo vệ mình và bạn bè, hơn nữa không muốn trở mặt với Kiếm Tông thì ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Bây giờ rời đi, Kiếm Tông cũng sẽ không quá tuyệt tình, nếu không rời đi, đợi đến lúc bọn họ bảo ngươi đi hoặc muốn khống chế ngươi, khi đó tình cảnh của ngươi sẽ khó xử hơn bây giờ nhiều. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta rời đi thì bọn họ sẽ không nhằm vào bạn bè của ta sao? Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, cái này phải xem thái độ của võ viện. Nếu võ viện kiên quyết muốn bảo vệ bạn bè của ngươi, chắc chắn bọn họ sẽ không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu vị kia của võ viện cũng có dã tâm. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bất chi bất giác, tình cảnh của ta đã trở nên tệ hại như thế rồi sao? Lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn sang bên phải, không biết một ông lão đã xuất hiện ở nơi đó từ bao giờ. Người này chính là Việt Vô Trần. Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên sầm mặt, tiền bối. Việt Vô Trần nhẹ giọng nói, nếu cậu đến sớm một năm, là đệ tử quan trọng của Kiếm Tông ta, có lẽ bọn họ sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không bảo vệ cậu đâu. Diệp Huyên im lặng. Việt Vô Trần khẽ thở dài, cũng không phải bọn họ không coi trọng cậu, mà là bọn họ coi trọng cái khác hơn, nữa cậu còn có mâu thuẫn với lợi ích của tông môn. Bây giờ đi theo nha đầu này, lập tức rời khỏi Kiếm Tông. Diệp Huyên đang muốn cất lời, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Người này chính là tông chủ của Kiếm Tông, Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn Diệp Huyên, người có thể tạm thời không đi. Diệp Huyên cười hỏi, muốn giao ta ra sao? Chương 1382, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Lý Huyền Phong đang muốn nói chuyện, Việt Vô Trần ở bên cạnh đã nói, Kiếm Tông ta đã bao giờ cúi đầu với ai đâu. Lý Huyền Phong lắc đầu, sư thúc, đây không phải là cúi đầu. Việt Vô Trần cười nhạt, không phải cúi đầu, giao đệ tử của tông môn mình ra mà không phải cúi đầu à? Lý Huyền Phong nói, hắn cũng không phải đệ tử của Kiếm Tông ta. Tên của hắn chưa từng khắc trên danh sách đệ tử Kiếm Tông.
Việt Vô Trần cười nói, xem ra cậu không muốn nể mặt cả ta luôn rồi. Lý Huyền Phong nhẹ giọng nói, sư thúc, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ cần sơ suất, kiếm tông ta sẽ bị thế lực khác xem như kẻ thù. Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên, đi. Lý Huyền Phong híp mắt. Lúc này, Việt Vô Trần nhìn về phía Lý Huyền Phong, kiếm tông giao hắn ra và hắn tự bị bắt, cậu cảm thấy ý nghĩa giống nhau không? Lý Huyền Phong im lặng. Việt Vô Trần lại nói, hay là Lý Huyền Phong cậu cũng muốn có bảo vật trên người hắn? Nếu là vậy, thì cậu có nghĩ tới hậu quả nếu bây giờ cậu lấy được nó không? Lý Huyền Phong vẫn im lặng. Việt Vô Trần nói tiếp, tiểu tử này đi được đến đây, hắn có thể không có chút bối cảnh nào sao? Bây giờ kiếm tông ta ra tay với hắn, chẳng khác nào lót đường cho người khác cả. Lý Huyền Phong yên lặng một lát, sau đó nhìn Diệp Huyên, rời khỏi kiếm tông, còn sau này là địch hay bạn, thì phải xem số phận rồi. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Huyền Phong lại vang lên một lần nữa, rời đi ngay. Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyên, đi đi. Chuyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh. Sổ dọc sổ dọc sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Diệp Huyên cung kính hành lễ với Việt Vô Trần, ơn tương trợ của tiền bối, ta xin ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ gật đầu, nàng ta sử dụng một tấm bùa, một khắc sau, hai người lập tức biến mất. Việt Vô Trần đứng tại chỗ, khẽ thở dài. Lão đi tới chỗ pho tượng ở trước đại điện, bên dưới pho tượng có một hàng chữ, kiếm tông ta, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Việt Vô Trần nhìn pho tượng trước mặt, nhìn một lát, ánh mắt của lão trở nên hơi mờ mịt. Không ai từng gặp vị tổ sư này cả. Chương 1383, không thể bỏ rơi Diệp Liên. Cũng không ai từng gặp tổ sư của võ viện. Chỉ biết lúc đầu hai người đi tới nơi này. Nhận hai đệ tử ở đây, vì vậy nơi này xuất hiện một kiếm tông và võ viện. Một lát sau, Việt Vô Trần xoay người rời đi. Trước đại điện kiếm tông, Lý Huyền Phong lẳng lặng nhìn pho tượng phía xa, một ông lão đứng bên cạnh ông ta. Ông lão trầm giọng hỏi, tông chủ, vì sao lại thả Diệp Huyên đi? Lý Huyền Phong hờ hững hỏi, ai bảo ta thả hắn đi? Ông lão ngẩn người, sau đó, lão ta đã hiểu rồi. Kiếm tông không thể ngang nhiên ra tay với Diệp Huyên, vì nếu làm thế, đầu tiên là mất hết danh tiếng, thứ hai là dù kiếm tông lấy được bảo vật đó cũng sẽ bị người người mắng chửi. Làm trong âm thầm. Ông lão trầm giọng nói, tông chủ, thực lực của người này không tầm thường. Lý Huyền Phong gật đầu, ta biết. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Sau đó ông lão cũng rời đi. Bên kia, võ viện. Trong một gian điện, viện trưởng võ viện, Hách Liên Thiên chợt cất lời, ông ta thật sự muốn ra tay rồi. Tần Sơn trầm giọng nói, với Diệp Huyên sao? Hách Liên Thiên gật đầu. Tần Sơn xa sầm mặt, hắn nghĩ gì vậy? Hách Liên Thiên cười nói, còn có thể nghĩ gì? Muốn thống nhất thần võ thành, không đúng, có lẽ dã tâm của ông ta còn lớn hơn. Tần Sơn trầm giọng nói, dã tâm của người này không nhỏ. Mà chiến lực của đám kiếm tu kia không tầm thường, chúng ta không thể không đề phòng. Ngoài ra, muội muội của Diệp Huyên ở võ viện của chúng ta, những thế lực kia có thể nhằm vào nàng, không chỉ vậy, ta đoán có thể kiếm tông cũng sẽ lợi dụng cơ hội này làm cái cớ đối phó với võ viện. Hách Liên Thiên nhẹ giọng nói, không phải có thể, mà chắc chắn sẽ là như thế. Tần Sơn nhìn Hách Liên Thiên, võ viện ta nên đối phó thế nào đây? Hách Liên Thiên đáp, không thể bỏ rơi Diệp Liên. Tần Sơn hỏi, vì sao? Hách Liên Thiên giải thích, vì nàng đủ ưu tú. Chẳng những thế nếu chúng ta bỏ rơi nàng, thì chẳng khác nào sẽ mất đi mấy người tiểu an, bọn họ sẽ cảm thấy võ viện ta vô dụng, không phải cảm thấy, nếu võ viện ta thật sự bỏ rơi Diệp Liên vào lúc này, thì chúng ta vô dụng thật. Chương 1384, rời đi một cách công khai. Tần Sơn nói, nhưng nếu không bỏ rơi, tình cảnh của chúng ta. Hách Liên Thiên cười nói, kiếm tông thỏa hiệp, không phải vì bọn họ sợ những thế lực kia, mà là kiếm tông có dã tâm lớn hơn, bọn họ muốn nhiều hơn thế. Còn võ viện ta, ít nhất ta không có dã tâm lớn đến thế,
ta chỉ mong võ viện có thể tiếp tục truyền thừa như thế mãi mãi thôi. Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, dã tâm, rất nhiều lúc đều có nghĩa là không thể quay đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ông và mấy người lão vạn cùng nhau chú ý hơn một chút, đừng để người ngoài đến gây chuyện với võ viện ta, nếu có thì lập tức tiêu diệt. Tần Sơn gật đầu, như nhớ đến điều gì, lão ta lại nói, Diệp Huyên kia. Hách Liên Thiên lạnh nhạt nói, sống hay chết phải xem số phận của hắn rồi. Tần Sơn gật đầu, đã hiểu. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Thần Võ Thành. Diệp Huyên và Bạch Chỉ xuất hiện trước cửa thương hội thông bảo, Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Chỉ cô nương, cảm ơn. Bạch Chỉ lắc đầu, không có gì. Diệp Huyên nói, từ biệt tại đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Chỉ đột nhiên nói, người sợ liên lụy đến ta sao? Diệp Huyên gật đầu, nếu ta còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ liên lụy đến cô, lần này cô đã giúp đỡ hết sức mình rồi. Tạm biệt. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Rời đi một cách công khai. Rõ ràng hắn muốn cho tất cả mọi người biết Diệp Huyên hắn đã rời khỏi thương hội thông bảo. Sau khi Diệp Huyên đi, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện sau lưng Bạch Chỉ, bà ta nhìn tia kiếm quang nơi chân trời, nhẹ giọng nói, tên này thú vị thật đấy. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, bảo người của chúng ta chú ý đến những thế lực trong bóng tối, còn có kiếm tông và võ viện kia nữa. Người phụ nữ trầm giọng nói, tiểu thư, người thật sự muốn bị cuốn vào trong vòng xoáy này sao? Bạch Chỉ gật đầu, đánh cược một ván, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nếu không ra đi rồi thương hội thông bảo ta sẽ thành mục tiêu để người khác bắt nát. Chương 1385, mà đây cũng là mục đích của hắn. Nói xong, nàng ta rời đi. Võ viện, trong một trạch viện nào đó. An Lan Tú đứng trong sân, nàng ngẩng đầu nhìn lên chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện trước cửa, nàng ta tựa lên vách tường. Cười nói, tên kia bị đuổi khỏi kiếm tông rồi. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Liên Vạn Lý cười nói, người nghĩ sao? An Lan Tú nhẹ giọng nói, đừng ra tay. Liên Vạn Lý hơi ngạc nhiên, vì sao? An Lan Tú nói, bây giờ, một mình hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ, sau đó hiểu ra. Diệp Huyên là kiếm tu, nhưng hắn cũng là một sát thủ. Hơn nữa còn là sát thủ siêu cấp. Nếu Diệp Huyên đi một mình, hắn sẽ có thể ẩn núp trong bóng tối, nhưng nếu bọn họ ra tay, thì Diệp Huyên không thể không ra mặt, khi đó ngược lại còn bất lợi hơn với Diệp Huyên. Như nghĩ đến điều gì, Liên Vạn Lý lại nói, tình huống của hắn có thể hơi không ổn. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, bảo mấy người tiểu cửu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Liên Vạn Lý gật đầu, hiểu rồi. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh rể thao. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. An Lan Tú nhìn lên chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài Thần Võ Thành. Lúc Diệp Huyên ra khỏi thành tạo ra động tĩnh rất lớn, có thể nói là quang minh chính đại ra khỏi thành. Mà đây cũng là mục đích của hắn. Hắn muốn nói với tất cả mọi người là Diệp Huyên đã không còn ở thương hội thông bảo nữa. Vừa ra khỏi thành không bao lâu, mấy hơi thở mạnh mẽ đã bao vây lấy hắn. Cùng lúc đó, xung quanh chợt tối lại, những vách sắt màu đen xuất hiện xung quanh hắn. Trận pháp. Diệp Huyên xoay người, một ông lão ôm kiếm đứng cách hắn không xa. Chương 1386, sức mạnh kinh khủng quá. Diệp Huyên cười lắc đầu, không ngờ người đầu tiên ra tay lại là kiếm tông. Mặt ông lão không chút cảm xúc, muốn chết thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, không muốn chết. Hắn không muốn chết. Lão già trơ mặt nói, xin lỗi, lão phu không thể thành toàn cho cách chết này của ngươi. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay lão đã rời vỏ. Choang! Đi cùng với tiếng kiếm minh là một tia kiếm quang hình bán nguyệt lao thẳng về phía Diệp Huyên. Không những nhanh như tia chớp mà còn mang theo kiếm thế ngùn ngụt như có thể bổ đôi đất trời. Đây là đạo cảnh. Đối thủ vừa ra tay, sắc mặt Diệp Huyên đã nghiêm lại.
không ngờ kiếm tông lại phái cường giả cấp bậc này ra đối phó với hắn. Hắn không dám khinh thường, vội vã lao lên, hung hãn bổ kiếm xuống. Xoẹt! Đường kiếm xé rách hết thảy, một âm thanh bén nhọn rít lên. Uỳnh! Nhưng kiếm vừa bổ xuống, Diệp Huyên đã lập tức lùi lại mấy trăm trượng, hai thanh phi kiếm cũng lặng lẽ ngưng tụ trước mặt lão già. Lão ta không tỏ vẻ hoảng hốt mà chỉ gạt kiếm sang hai bên. Chớp mắt, phi kiếm của Diệp Huyên đã tan biến vào hư vô. Sau đó lão tiến lên một bước, đối diện với Diệp Huyên, gõ nhẹ vào không khí. Không gian trước mặt hắn bất thình lình nứt vỡ, kiếm quang lạnh lùng lóe lên. Diệp Huyên chỉ tiến không lùi, chém ra kiếm kỹ cận chiến mạnh nhất hiện nay của hắn, rút kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt kiếm bổ xuống đó, tiếng kiếm minh chấn vỡ không gian bốn phía. Khi lưỡi kiếm chém vào những chấm kiếm quang ấy, Diệp Huyên bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể khiến thân xác như sắp vỡ vụn, phải lập tức rút lui. Sức mạnh kinh khủng quá. Chương 1387, không thể không nói người thật sự rất giỏi. Sau khi bắn ra hơn trăm trượng, Diệp Huyên bỗng gầm lên một tiếng, chân phải giẫm mạnh xuống, đưa kiếm lên đỡ. Ầm. Tia kiếm quang kia vỡ vụn, nhưng uy lực từ nó cũng đẩy hắn bay đi hơn trăm trượng nữa. Sau khi dừng lại, tay phải Diệp Huyên không ngừng run rẩy, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Sức mạnh quá khủng khiếp. Hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay. Đây chính là cường giả đạo cảnh sao? Lão già nhìn Diệp Huyên với cặp mắt thờ ơ, không nói gì mà lại giơ một tay chỉ vào hắn. Thanh kiếm trong tay lão bỗng lao vút ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đi đến đâu như tia sét bổ xuống đến đấy khiến không gian bốn phía sụp đổ trong chớp mắt. Lần này, Diệp Huyên đã thật sự nhận ra đạo cảnh hoàn toàn ở một cấp độ khác so với tạo hóa cảnh. Nhưng hắn vẫn không dùng đến con át chủ bài. Thay vào đó, hắn muốn xem thử giới hạn của mình ở đâu. Hắn thu kiếm chấn hồn rồi nắm chặt hai tay lại. Trong chớp mắt, hàng loạt thanh phi kiếm bay ra, nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản thanh kiếm của lão già tiến sát đến trước mặt Diệp Huyên, kéo theo một vết rách không gian cực dài phía sau. Diệp Huyên thét lên, đâm kiếm về trước, bên trong không chỉ chứa tốc độ, sức mạnh mà còn cả kiếm ý. Kiếm ý của hắn đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia, được nó bổ trợ, uy lực trong cú đâm kiếm này tăng hơn gấp đôi. Uỳnh! Không gian trước mặt hắn vỡ vụn rồi liền lại ngay lập tức, bản thân Diệp Huyên cũng lùi lại hơn trăm trượng. Bước chân hắn vừa gắng gượng dừng lại, không gian phía sau đã nát tung tóe, một dòng máu đỏ chậm rãi tràn ra từ khóe miệng. Bỗng nhiên, lão già vung kiếm, biến hai thanh phi kiếm đã lao vút đến trước mặt thành mảnh vụn. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Huyên đã xuất hiện ngay phía trên lão, lại một chiêu rút kiếm định sinh tử, lần này với hai loại kiếm ý bổ trợ, chém xuống. Ầm! Một tia kiếm quang chói lòa bùng nổ trước mắt, hắn bị đẩy lùi lại hơn trăm trượng, nhưng cũng đã đánh bay được thanh kiếm trong tay lão già. Khi dừng lại, hắn lau vết máu bên mép đi, nói với chút điên loạn, ha ha! Kích thích thật! Lão già nhìn hắn, không thể không nói người thật sự rất giỏi. Một thanh kiếm khác xuất hiện trong lòng bàn tay mở ra của lão, mang theo kiếm thế ngút trời. Diệp Huyên lại khạc ra một tiếng cười, ta cũng thấy lão rất giỏi đấy. Một nguồn sức mạnh vô biên bỗng dâng trào trong cơ thể hắn theo tiếng rồng ngâm vang lên. Chương 1388, Long Hồn và Long Lực. Long Hồn và Long Lực. Khí tức quanh Diệp Huyên lập tức tăng vọt. Không những thế, hắn còn thôi thúc cả sức mạnh thứ ba Ma Kha Lực. Trước đó hắn muốn thử xem giới hạn của mình đến đâu nên không sử dụng ba con át chủ bài này, nhưng lúc này đối thủ thật sự muốn lấy mạng hắn rồi, còn giấu bài nữa thì đồng nghĩa với chịu chết. Thấy khí tức trên người Diệp Huyên tăng lên vùn vụt, lão già khẽ nhíu mày, thanh kiếm trong tay bắn ra còn nhanh hơn tia chớp. Diệp Huyên cũng đâm kiếm tới. Duỳnh! Kiếm của lão già bị kiếm của hắn đỡ lấy, mà bản thân hắn chỉ lùi lại chưa đến một trượng. Chân mày lão già nhíu lại càng sâu, lại giơ kiếm lên. Choang! Hai thanh phi kiếm bổ xuống thanh kiếm trong tay, lão già lùi lại mấy bước, lập tức lại có những thanh phi kiếm khác chém tới. Lão cau mày,
vung ra một đường kiếm. Rầm. Một quầng kiếm quang chói lòa bùng nổ như núi lửa, thiêu sạch những thanh phi kiếm đang toàn bay đến. Chương 1389, đại địa chi lực vô cùng vô tận. Trận thế này đã hoàn toàn áp đảo kiếm tông và võ viện của thần võ thành rồi. Tinh chủ gật đầu, chuyện này giao cho ngươi làm, những người còn lại do Khô đại sư chỉ huy theo dõi đường tộc và yêu tộc, ngăn bọn họ tiếp viện cho thần võ thành. Nói xong, ông ta đứng dậy rồi biến mất. Trong điện, Khô đại sư nhìn Tần Thiên, cẩn thận Diệp Huyên này, đừng đánh giá thấp hắn. Tần Thiên gật đầu, bên phía đường tộc và yêu tộc thì làm phiền lão Khô nhé. Khô đại sư gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Tần Thiên cũng đi luôn. Hải vực Di Thiên. Diệp Huyên ngự kiếm đi một lúc lâu thì tới một hòn đảo rất lớn, là hòn đảo lớn nhất hắn thấy ở hải vực Di Thiên này. Diệp Huyên đứng trên đất, đạo tắc đại địa chợt ngưng tụ ở giữa chân mày của hắn. Diệp Huyên hỏi, A Việt cô nương, bây giờ nên làm sao đây? A Việt ở trong tháp giới ngục nói, sử dụng đạo tắc đại địa cảm nhận đại địa chi lực xung quanh, sau đó sử dụng đại địa chi lực cảm nhận địa mạch chi lực ở chỗ sâu, cuối cùng là hấp thụ những địa mạch chi lực kia, làm xong thì nó sẽ tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyên vội làm theo, chẳng mấy chốc, dưới sự giúp đỡ của đạo tắc đại địa, hắn cảm nhận được đại địa chi lực xung quanh. Đại địa chi lực vô cùng vô tận. Hắn vội vàng theo đại địa chi lực cảm nhận địa mạch chi lực mà A Việt nói, một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên trầm giọng bảo, A Việt cô nương, ta không cảm nhận được. A Việt đáp, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyên. A Việt khinh bỉ, ngươi tưởng là đơn giản thế à? Có lòng một chút đi, địa mạch chi lực ẩn náu ở chỗ sâu, nếu ngươi không có lòng thì sao cảm nhận được nó đây? Diệp Huyên gật đầu, hắn tập trung tinh thần, một lát sau, hắn lại bắt đầu từ từ cảm nhận địa mạch chi lực một lần nữa, mà một lúc lâu sau đó, hắn vẫn không cảm nhận được gì. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó thẳng thừng sử dụng long hồn, sau khi sử dụng nó, tinh thần lực và thần hồn của hắn lập tức mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 1390, nó sắp tỉnh rồi. Cứ thế kéo dài đến nửa canh giờ sau, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Vì hắn cảm nhận được chút năng lượng như có như không, năng lượng này rất giống với đại địa chi lực, nhưng còn tinh thuần hơn đại địa chi lực. Địa mạch chi lực. Diệp Huyên biết đây chắc chắn là địa mạch chi lực. Hắn tiếp tục tìm kiếm cảm nhận, chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ngày càng có nhiều địa mạch chi lực, những lực lượng này ẩn náu rất sâu, rất khó phát hiện. Lúc này, A Việt chợt lên tiếng, sử dụng đạo tắc đại địa, hấp thu chúng. Nghe vậy, Diệp Huyên vội làm theo. Chẳng mấy chốc, những địa mạch chi lực kia bắt đầu tập trung về phía hắn dưới sự hấp dẫn của đạo tắc đại địa. Sau khi đạo tắc đại địa giữa chân mày hắn hấp thu những lực lượng này, màu sắc của nó ngày càng đậm hơn. Khoảng nửa canh giờ sau, đạo tắc đại địa ở giữa chân mày Diệp Huyên đột nhiên không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, một lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, xông thẳng vào mây xanh. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy mình chính là chủ của đất, cảm thấy mình có thể lật trời. Sức mạnh. Lúc này đây, Diệp Huyên cảm giác được trong cơ thể mình đang tràn trề sức mạnh vô vùng vô tận. Loại sức mạnh này khiến hắn có cảm giác bản thân là thiên hạ vô địch. Mà đúng lúc này, đạo tắc đại địa giữa lông mày hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyên biến sắc, xảy ra chuyện gì? A Việt nói, nó sắp tỉnh rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nó tỉnh rồi thì có đánh ta không? A Việt đáp, không biết. Diệp Huyên. A Việt lại nói, nếu nó đánh ngươi thì dùng tháp trấn áp nó đi, hiện tại nó đang ở trong tháp, nó không đánh lại tháp đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng hơi thả lòng trong lòng, vậy thì cũng được. Nếu không... Đạo tắc nào mà cũng giống như A Việt này thì có còn muốn để người ta sống không hả? Lúc này, địa mạch chi lực cùng đại địa chi lực ở xung quanh đột nhiên biến mất. Chương 1391, đuổi theo mau. Mà đạo tắc đại địa kia cũng dần bình tĩnh lại. Diệp Huyên nhìn đạo tắc đại địa, không nói gì. Bỗng nhiên, đạo tắc đại địa xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên.
A Việt đột nhiên cả giận nói, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đuổi theo mau. Nghe thế, Diệp Huyên vội vã đuổi theo, nhưng hắn phát hiện, đạo tắc đại địa này chạy nhanh thật. Lúc này, A Việt nói, thôi thúc cái tháp rách này đi. Để nó hỗ trợ ngươi. Diệp Huyên vội vàng thôi thúc tháp giới ngục, lần này tháp giới ngục không từ chối nữa mà lập tức xuất hiện giữa lông mày hắn. Một khắc sau, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên lóe lên ở xung quanh, chẳng mấy chốc, đạo tắc đại địa đang chạy trốn ở xa xa kia bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Một khắc sau, nó đột ngột biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì tháp giới ngục đã bay đến đâm thẳng vào đạo tắc đại địa. Đạo tắc đại địa bị hút bay ra ngoài, mà tháp giới ngục kia lại tiếp tục lao về phía nó. Diệp Huyên. Một lát sau, đạo tắc đại địa đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, dính sát vào Diệp Huyên như đang cầu xin giúp đỡ. Tháp giới ngục còn đang định đánh tới tiếp thì Diệp Huyên vội vàng nói, dừng lại đã, nó biết sai rồi. Không cho đánh nó nữa. Tháp giới ngục dừng lại, nó lắc qua lắc lại một lát rồi trở về trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn đạo tắc đại địa trước mặt, sao lại chạy? Im lặng một chốc, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, sợ. Giọng nói có chút non nớt, khá giống một đứa trẻ. Biết nói. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi lại, sợ gì? Giọng nói kia lại vang lên, sợ nó. Diệp Huyên lắc đầu, không cần hỏi cũng biết là sợ tháp giới ngục. Quá khứ của cái tháp nhỏ này chắc chắn không phải là một kẻ hiền lành gì. Sau này phải đề phòng nó hơn mới được. Diệp Huyên hồi thần lại, sau đó cười nói, đừng sợ, người đi theo ta là được không? Chương 1392, lệnh muội gặp nguy. Đạo tắc đại địa im lặng một hồi lâu rồi nói, được. Nói xong, nó lập tức chui vào giữa hàng mày Diệp Huyên rồi trốn vào trong thức hải chứ không quay về tháp giới ngục nữa. Mà cái tháp nhỏ kia cũng không quan tâm đạo tắc đại địa này, chỉ cần nó không chạy mất là được. Lúc này A Việt bỗng nói, hiện tại nó đã có thể hòa thần hồn cùng với ngươi, nói cách khác, ngươi có thể mượn toàn bộ sức mạnh của nó, tất nhiên, trong lòng ngươi phải tự biết giới hạn. Diệp Huyên khó hiểu đầy mặt, giới hạn gì? A Việt nói, bây giờ ngươi kém như vậy, ngươi không thể chịu đựng được đại địa chi lực và địa mạch chi lực, chứ đừng nói gì đến địa linh chi lực, lúc sử dụng nó phải biết khắc chế, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, nói xong, hắn tỉ mỉ cảm nhận đạo tắc đại địa ở trong thần thức. Không thể không nói, sức mạnh kia thật sự quá hấp dẫn. Nhưng đây cũng không phải là sức mạnh thuộc về riêng hắn. Bởi vì không có đạo tắc đại địa, hắn sẽ không có những sức mạnh này. Nói cho đúng thì đây cũng chỉ là vật ngoài. Mà bây giờ, hắn không thể từ bỏ những vật ngoài này, cho dù là liên minh trật tự hay đường tộc cũng đều mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Trong tình huống này, nếu hắn còn không dùng vật ngoài thì thật sự chỉ có nước chờ chết thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi, A Việt cô nương, cô là đạo tắc gì vậy? Hắn cũng rất tò mò về A Việt này. A Việt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà nhắm vào ta, cũng đừng có mơ tới luôn, nếu không thì ta cắt cổ đấy. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, tính tình của cô gái này không cáu kỉnh dạng vừa đâu, chẳng kém gì so với đại thần tầng 2 lúc trước. Đại thần tầng 2. Hắn chợt phát hiện mình có hơi nhớ đại thần tầng 2 kia. Chẳng biết bây giờ nàng ta đi đâu rồi. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, đang định rời đi thì vào lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên, mau trở về thần võ thành. Lệnh muội gặp nguy. Lệnh muội gặp nguy. Nghe được câu này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, một khắc sau, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Người truyền lời hắn rất thân quen. Chính là đường thanh hắn thả chạy khi trước. Chương 1393, mọi người đều nhìn về phía đường ách. Quân anh điện, đường tộc. Trong điện, tất cả cường giả đường tộc đều có mặt. Dẫn đầu là đường Diêm. Phía dưới, đường thanh nói, đã xác nhận được tin tức, liên minh trật tự kia sẽ ra tay với thần võ thành. Đường ách cười nói, thấy chưa,
chúng ta không động vào thần võ thành thì liên minh trật tự cũng động. Nói xong, gã nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ có đối sách gì không? Đường Thanh trầm giọng nói, không thể để cho liên minh trật tự diệt thần võ thành được. Phía trên, Đường Diêm nói, lý do. Đường Thanh trầm giọng nói, hành động này của liên minh trật tự tất nhiên là nhằm đến muội muội Diệp Liên của Diệp Huyên, một khi bọn họ khống chế được Diệp Liên thì sẽ khống chế được Diệp Huyên. Trong tình huống đó, Diệp Huyên sẽ trở thành kiếm của bọn họ, khi ấy, bọn họ không chỉ nắm giữ bảo vật ngũ duy kia, mà còn thêm được một sát thủ là kiếm tu siêu cấp. Thực lực của Diệp Huyên này mọi người cũng biết rồi đấy, nếu ám sát, ngay cả cường giả chi đạo cảnh cũng không ngăn nổi, thậm chí cường giả chứng đạo cảnh cũng phải bó tay. Nói xong, ả ta ngẩng đầu nhìn Đường Diêm, ta kiến nghị, chúng ta lập tức phái người đi ngăn cản. Đường Diêm nhìn sang Đường Ách và Đường Phong ở phía dưới, có gì muốn nói không? Đường Phong hơi trầm ngâm rồi đáp, liên minh trật tự chắc chắn đã có đề phòng với đường tộc chúng ta và cả yêu tộc. Nếu chúng ta ra tay thì có nghĩa là trực tiếp trở mặt. Đường Ách cười nói, trở mặt là chuyện sớm hay muộn thôi, mà nếu trước sau gì cũng phải trở mặt thì chẳng bằng chúng ta ra tay trước. Nhưng ta lại không đồng ý việc đi giúp đỡ. Mọi người đều nhìn về phía Đường Ách. Đường Ách nói, thứ nhất, thần võ thành không yếu như trong tưởng tượng của chúng ta, mọi người đừng quên sự đáng sợ của họ khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, có gốc gác như vậy. Bọn họ chắc chắn còn có một vài lá bài tẩy mà chúng ta không biết. Như đường tộc chúng ta thôi, nếu không đến lúc gặp phải nguy hiểm chân chính như diệt tộc thì có ai biết được lá bài tẩy của đường tộc chúng ta. Thứ hai, chúng ta đều nghĩ rằng võ viện và kiếm tông chỉ có một phần phân thân tiên tổ, nhưng lỡ như bọn họ có hai phần thì sao đây? Cường giả bậc này, cho dù chỉ là phân thân thì cũng e là cường giả chứng đạo cảnh cũng không chống lại được. Thứ ba, tại sao chúng ta phải bảo vệ muội muội của Diệp Huyên? Diệp Huyên hắn chẳng lẽ không tự bảo vệ được sao? Mà nếu hắn muốn bảo vệ thì chắc chắn sẽ tận lực cùng thần võ thành. Lúc ấy, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát là được, nhìn xem Diệp Huyên kia rốt cuộc có lá bài tẩy gì, cũng nhìn được xem thần võ thành kia còn lá bài tẩy gì. Đường Phong gật đầu, để bọn họ lãng phí sức lực của nhau, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, chúng ta lại ra tay. Đường Ách nhìn sang Đường Thanh, cười nói, đại tỷ cảm thấy thế nào, Đường Thanh gật đầu, hai vị nói đều có lý, để tộc trưởng quyết định đi. Chương 1394, là người chấp pháp. Tế trận. Đường Ách khẽ mỉm cười, không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Đường Diêm. Đường Diêm ở phía trên nói, tạm thời không ra tay, yên lặng xem tình hình. Vừa dứt lời, thân thể ông ta đã biến mất chẳng còn thấy đâu. Cường giả đường tộc ở xung quanh cũng thay nhau rút lui. Ngoài điện, Đường Thanh nhìn phía chân trời xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Thần Võ Thành. Từ sau chuyện lần trước, bây giờ Thần Võ Thành đã canh phòng nghiêm ngặt, không chỉ thế, tất cả cường giả bên ngoài cũng đã trở về võ viện và kiếm tông hết. Võ viện. Trong một sân tập võ, một cô bé đang đại chiến với một ông lão. Tốc độ của cô bé rất nhanh, như ma quỷ vậy, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào chiếu nấy đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của ông lão, nhưng tất cả đều bị ông lão ung dung hóa giải. Cô bé này chính là Diệp Liên, mà ông lão kia chính là viện trưởng tiền nhiệm của võ viện, Võ Vấn. Một lát sau, hai người ngừng lại. Võ Vấn nhìn Diệp Liên trước mặt, nói tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, ý thức chiến đấu cũng còn kém. Nhưng so ra thì đã có tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Diệp Liên thi lễ, võ gia gia, con sẽ cố gắng hơn nữa. Võ Vấn khẽ mỉm cười, không thể không nói, ông ta thật sự thích tiểu nha đầu trước mặt này. Có lẽ khi ở Thanh Thành đã trải qua rất nhiều khổ cực, nên trên người Diệp Liên chẳng có chút khí chất đỏng đảnh của con nhà giàu, hơn nữa còn vô cùng hiểu chuyện. Võ Vấn cười nói, cũng đừng vội quá. Ở phương diện chiến đấu này không thể vội vàng được, cứ từ từ thôi. Diệp Liên gật gật đầu, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, trên bầu trời võ viện đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền nhức tai, ngay sau đó, không gian bỗng bị xé ra một lỗ lớn, chẳng mấy chốc, 30 người như ma quỷ đột nhiên vọt ra từ trong đấy, mà lúc chúng hoàn toàn xuất hiện thì đã ở phía trên Võ Vấn và Diệp Liên. Sắc mặt Võ Vấn bỗng thay đổi hoàn toàn, là người chấp pháp. Tế trận.
Vừa dứt lời, ông ta lập tức kéo Diệp Liên ra sau lưng, tay phải vội vung lên, một lá chắn màu vàng khổng lồ xuất hiện va vào đám người áo đen kia. Chương 1395, hai cao thủ chứng đạo cảnh. Mà đúng lúc này, theo từng tia hàn quang lóe lên, lá chắn vàng khổng lồ lập tức nứt thành vô số mảnh vỡ, một khắc sau, mấy chục tia hàn quang chém thẳng về phía Võ Vấn. Trong mắt Võ Vấn đột nhiên co lại, hai tay ông ta vội chập lại, sau đó ấn về phía trước, thiên linh thủ. Ầm. Một bàn tay khổng lồ xông ra từ không gian trước mặt ông ta, sau đó đánh tới phía đám người mặc áo đen kia. Nhưng bàn tay khổng lồ kia còn chưa đến gần bọn chúng là đã bị chém nát bươm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi, một khắc sau, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Võ Vấn, ngay sau đó, một tia kiếm quang bắn ra, đám người áo đen kia lập tức bị đẩy lùi mười mấy trượng. Người đến chính là kiếm thánh siêu phàm của kiếm tông, Việt Vô Trần. Ngoài ra vô số kiếm tu của kiếm tông cũng vội rời khỏi tông đến võ viện. Có đến 12 kiếm tu cấp bậc đạo cảnh, trong đó còn có 2 vị kiếm tu chứng đạo cảnh nữa. Mà tất cả cường giả của võ viện cũng lũ lượt chạy đến chắn trước mặt Võ Vấn và Diệp Liên, An Lan Tú và Mạc Tà cũng xuất hiện theo mấy người này. Trên không, Tần Thiên lia mắt xuống nhìn đám người phía dưới, trong mắt chẳng chứa chút cảm xúc nào, giết. Không hề phí lời. Giết. Ngay sau khi Tần Thiên vừa dứt lời thì 30 người chấp pháp lập tức xông về phía đám người Võ Vấn cách đó không xa, những người này cứ như ma quỷ, tốc độ vô cùng nhanh. Ngoài ra, những cao thủ kia của kiếm tông cũng vội chạy đến võ viện, ngoài Việt Vô Trần thì những người còn lại đều bị ngăn chặn. Mà Việt Vô Trần vốn đang muốn ra tay thì lại có 2 luồng hơi thở mạnh mẽ trực tiếp bao phủ cả người lão. 2 cao thủ chứng đạo cảnh. Việt Vô Trần không dám lơ là, trầm giọng nói, Võ Vấn huynh, cẩn thận. Nói xong, lão lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay nhanh về phía 2 người kia. 2 cao thủ chứng đạo cảnh cũng không dám khinh thường. Vị trước mặt này cũng chính là kiếm thánh siêu phàm. Rất nhanh sau đó, bên trên võ viện, 3 người tạo ra một trận đấu lớn, vô cùng khốc liệt. Chương 1396, người ra tay chính là An Lan Tú. Mà hiện tại, những cao thủ đạo cảnh của võ viện cũng xông về phía những người chấp pháp kia, thế nhưng trong chớp mắt, họ đã bị áp chế. Thực lực cách biệt quá lớn. Lúc này, một bóng dáng bất chợt xông về phía Võ Vấn và Diệp Liên, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Võ Vấn. Vẻ mặt Võ Vấn dữ tợn, tay phải ông ta nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về phía trước. Quyền này vừa được đánh ra thì một luồng năng lượng mạnh mẽ giống như núi lửa bùng nổ thổi bay ra từ trên nắm đấm của ông ta, thanh thế kinh người. Mà lúc này, bóng đen kia ở trước mặt Võ Vấn đột nhiên cũng ra quyền. Một quyền vô cùng đơn giản. Thế nhưng quyền này đánh ra thì năng lượng từ nắm đấm của Võ Vấn lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ngay sau đó, ông trực tiếp lùi mạnh về sau. Bóng dáng kia vẫn chưa đuổi theo Võ Vấn, mà xông về phía Diệp Liên cách đó không xa. Nhìn thấy bóng dáng đó xông đến, vẻ mặt Diệp Liên vô cảm, không chút e sợ. Ngay khi bóng dáng đó tiến đến gần Diệp Liên thì một thanh trường thương đột nhiên phóng thẳng lên trời từ bên sườn kẻ đó, trường thương như điện, mang theo âm thanh bén nhọn chói tai. Bóng người không thể không dừng lại, bởi nếu kẻ đó không dừng lại, cho dù có bắt được Diệp Liên, cây thương này cũng sẽ xuyên thẳng qua đầu kẻ đó. Một cây thương này cũng đủ để đe dọa đối phương. Bóng người đột ngột dừng lại. Tay phải hắn vươn sang bên phải trực tiếp nắm lấy thanh trường thương trong lòng bàn tay. Bóng người mạnh mẽ chặn lại thanh trường thương kia. Mà sức mạnh của thanh trường thương này lập tức bị chấn vỡ, bao trùm lấy bóng người, bóng đen tan đi, đó là một người đàn ông trung niên tóc dài ngang vai. Ngay lúc này, một cái bóng trắng lướt ngang trong sân, bàn chân đạp trực tiếp trên thanh trường thương. Người đàn ông trung niên tóc dài trong nháy mắt đã lùi mạnh ra sau đến 10 trượng. Người ra tay chính là An Lan Tú. An Lan Tú che chắn ở trước mặt Diệp Liên, nàng bình tĩnh nhìn người đàn ông tóc dài thì hắn ta đột nhiên biến mất. Chương 1397, chính là người đàn ông tóc dài. An Lan Tú nhíu mày,
bỗng chốc hai tay nàng đánh mạnh về phía trước. Ầm. Trong thoáng chốc, An Lan Tú lập tức đã xuất hiện cách đó cả trăm trượng, nhưng ngay lập tức nàng lại đột nhiên biến mất tức khắc. Ầm ầm. Trước mặt Diệp Liên, một tiếng nổ vang dội vang lên, người đàn ông trung niên tóc dài xông về phía Diệp Liên kia bị một luồng sức mạnh cực lớn bước lui. An Lan Tú lại lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Phía đối diện, người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn An Lan Tú. Hắn ta biết, nếu mình muốn bắt Diệp Liên thì buộc phải vượt qua ải An Lan Tú này trước. Nghĩ như vậy, tay phải hắn ta dần siết chặt, một giây sau, chân phải hắn dẫm mạnh xuống. Ầm. Mặt đất lập tức vỡ nát, trong chớp mắt, một bóng người bỗng chốc xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Đúng vào lúc bóng người này xuất hiện trước mặt thì xung quanh nàng cũng xuất hiện những bóng người kỳ dị. Mỗi một bóng người đều chân thực đến vậy. An Lan Tú mở lòng bàn tay, một thanh trường thương rực lửa chợt xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng cầm thương quét ngang một đường. Vù! Thương như rồng lửa, một ngọn lửa bùng lên, càn quét mọi thứ. Ầm ầm. Những bóng người xung quanh lập tức tan thành mây khói, cũng lúc đó một bóng người lập tức lùi ra xa đến trăm trượng. Chính là người đàn ông tóc dài. Người đàn ông bị đánh lùi về sau, tiếp đó, hắn ta đột ngột vung tay phải ra rồi nhẹ nhàng đè xuống. Nơi lòng bàn tay áp xuống. Không gian như mặt nước bỗng nhiên có hòn đá rơi xuống, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ở phía xa, sắc mặt An Lan Tú liền thay đổi hẳn, tay phải cầm thương đâm mạnh về phía trước. Ầm ầm. Trường thương vừa đâm là đã xé rách mọi thứ. Sau đó. Ầm. Chương 1398 là đường tộc. Toàn thân An Lan Tú mang theo thương lập tức bay ra ngoài, xa đến cả trăm trượng, nàng vừa dừng lại thì khóe miệng đã vương chút máu. Người đàn ông tóc dài chợt biến mất. An Lan Tú nheo hai mắt, nàng thả thanh trường thương trong tay, tay phải siết chặt thành quyền sau đó bước về phía trước một bước, cùng lúc đó tay phải hướng về phía trước ầm một tiếng, giới hạn. Đánh quyền. Ầm. Không gian trước mặt nàng vỡ nát tức khắc, mặt đất xung quanh hóa thành bột mịn ngay tức thì. Mà người đàn ông tóc dài ương ngạnh ở trước mặt An Lan Tú bị ép phải ngừng lại, hắn ta bình tĩnh nhìn An Lan Tú ở trước mắt, giang sơn đời đời xuất hiện người tài. Vẻ mặt An Lan Tú vô cảm, nàng cứ đứng như vậy trước mặt Diệp Liên. Sau lưng nàng, sắc mặt Diệp Liên cũng bình tĩnh, tay phải cô bé siết chặt, một luồng sức lực lẳng lặng ngưng tụ bên trong. Lúc này, bên trong võ viện, một loạt âm thanh thảm thiết liên tục vang lên. Thê thảm. Cho dù là kiếm tông và võ viện liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của liên minh trật tự. Nếu không phải võ viện có đủ các loại đại trận thì toàn bộ cao thủ đạo cảnh của võ viện cũng hoàn toàn ngã quỵ rồi. Trên không trung, Tần Thiên vẫn chưa ra tay, ông ta đang đợi. Đợi Diệp Huyên. Sở trường của Diệp Huyên là thuật ám sát. Nếu Diệp Huyên xuất hiện vậy có nghĩa là liên minh trật tự có người buộc phải chết, mà sau khi giết người, Diệp Huyên sẽ lập tức ẩn nấp. Mà việc ông ta cần làm chính là đợi Diệp Huyên xuất hiện, một khi hắn xuất hiện thì ông ta nhất định phải giữ chân Diệp Huyên. Ngoài liên minh trật tự thì ở bên ngoài thần võ thành còn có một nhóm cao thủ khác. Là đường tộc. Vào lúc liên minh trật tự tấn công võ viện thì bọn họ đã vội chạy đến, ngoại trừ đường thanh. Còn có cả đường ách và đường phong cũng đến. Sau lưng ba người, ước chừng có khoảng 30 kỵ sĩ của đường tộc, toàn bộ đều là cao thủ đạo cảnh. Đường phong ở bên cạnh đường thanh nhẹ giọng nói, nhớ lại năm đó, Chu Á Phu của võ viện còn sống thì võ viện mới uy phong làm sao? Một người đã có thể áp chế đường tộc ta và liên minh trật tự đến mức không thể thở nổi. Mà hôm nay, nói xong, gã ta khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa. Chương 1399, ông là đang uy hiếp ta sao? Sáu ông lão với cả tông chủ kiếm tông Lý Huyền Phong. Hánh Liên Thiên cười nói, chư vị đến võ viện ta, mục đích chính là muốn võ viện ta giao ra muội muội Diệp Huyên. Lý Huyền Phong trầm mặc không nói mà chỉ uống trà. Đối diện Lý Huyền Phong là một ông lão mặc áo trùng đen, nhìn sang Hách Liên Thiên, Hách Liên viện trưởng, chúng ta vẫn luôn kính trọng viện trưởng, đến đây lần này. Mục đích chỉ là Diệp Liên kia.
Hánh Liên Thiên cười nói, các hạ có biết, Diệp Liên là đệ tử võ viện ta. Ông lão áo đen nhìn Hách Liên Thiên, lạnh nhạt nói, Hách Liên viện trưởng, lão phu cũng không vòng vo thêm. Mấy người Diệp Liên, chúng ta buộc phải có. Hách Liên Thiên nhìn thẳng vào ông lão áo đen, ông là đang uy hiếp ta sao? Ông lão áo đen khẽ nheo mắt, không khí trong điện bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở cửa điện, người này mặc áo trùm trắng, đầu tóc bạc trắng buộc thành đuôi ngựa, mặc dù trên mặt rất nhiều nếp nhăn nhưng khí thế trên người lại rất mạnh mẽ. Nhìn thấy ông lão tóc bạc này, sắc mặt Lý Huyền Phong cách đó không xa lập tức thay đổi. Người này chính là viện trưởng tiền nhiệm Võ Vấn. Võ Vấn nhìn ông lão áo đen kia, ông ta tiến về phía trước một bước, sắc mặt ông lão áo đen kia lập tức thay đổi, ngay lập tức, ông ta liền biến mất tại chỗ. Sau một nhịp thở, ông lão áo đen quay lại chỗ cũ, mà lúc này, khóe miệng lại dính máu, không những vậy, hai cánh tay ông ta cũng khẽ run rẩy. Nhìn thấy vậy, tất cả mọi người trong điện đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt ông lão áo đen kia lại tràn đầy kiêng dè. Võ Vấn nhìn Lý Huyền Phong gần đó, còn nhớ năm đó, có bao giờ kiếm tông phải cúi đầu trước người khác? Có lúc nào kiếm tông lại tính toán âm mưu quỷ kế? Sự cứng cỏi và danh tiếng cả nghìn năm của kiếm tông đã bị ngươi làm mất sạch rồi. Vẻ mặt Lý Huyền Phong vô cảm, đang định nói thì Võ Vấn đã vung tay, với cấp bậc kiếm tu của ngươi thì không có tư cách nói chuyện với lão phu. Nói xong, ông ta nhìn đám người ông lão áo đen, võ viện ta không muốn tham dự vào việc tranh đấu thế tục, cũng không có dã tâm gì to lớn muốn xưng bá thần võ thành, nhưng, chúng ta không tranh cũng tuyệt đối không chịu uy hiếp. Đám nhỏ kia nếu đã gia nhập võ viện ta, vậy thì chính là đệ tử võ viện ta, động đến bọn họ thì chính là động đến võ viện ta. Nói đến đây, ông ta nhếch miệng châm chọc, tốt xấu gì cũng đã đến được đạo cảnh, lấy người nhà bằng hữu để uy hiếp. Loại chuyện này các ngươi cũng dám làm được, lão phu cũng thấy xấu hổ thay các người. Chương 1400, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Trong điện, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, đây chính là đánh thẳng vào mặt mũi họ. Thế mà lại không có ai dám nói gì. Thực lực Võ Vấn này rõ ràng mạnh hơn bọn họ, hơn nữa, bây giờ họ đang ở võ viện, nếu võ viện tung ra toàn bộ thực lực thì họ rất có thể sẽ bị giữ chân ở đây. Lúc này, Võ Vấn đột nhiên hỏi, còn không cút đi. Chẳng lẽ muốn lão phu giữ các người lại dùng cơm sao? Đám người ông lão áo đen không nói gì, liền xoay người rời đi. Một câu mắng chửi cũng không có. Bọn họ không ngốc, rõ ràng yếu hơn hẳn người ta mà còn mắng chửi, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lý Huyền Phong cũng chuẩn bị rời đi, lúc này, Võ Vấn lại nhìn ông ta. Hai sư đồ ngươi muốn xưng bá thần võ thành thì quang minh chính đại chiến đấu với võ viện ta. Thắng rồi thì võ viện ta cũng không phải loại thua mà trở mặt. Nhưng bây giờ, các ngươi lại dùng âm mưu quỷ kế, lão phu xem thường các ngươi, thật làm mất mặt tổ sư kiếm tông các ngươi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trong điện, sắc mặt Lý Huyền Phong khó coi vô cùng. Hách Liên Thiên ở bên cạnh cười nói, Lý huynh đừng tức giận. Sư phụ tính cách ngay thẳng, thích nói lời thật, ông cũng đừng để ý quá. Lý Huyền Phong gần như là chạy đi mất. Trong điện, Lý Huyền Phong liếc nhìn Hách Liên Thiên một cách lạnh lùng. Đang định nói gì đó thì đúng lúc này sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, ông ta lập tức đứng dậy, hóa thành một đường ánh kiếm rồi biến mất ở ngoài cửa đại điện. Trong điện, Hách Liên Thiên và Tần Sơn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo chút nghi hoặc. Sao Lý Huyền Phong lại đi gấp như vậy? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, lát nữa kêu người đi thăm dò thử xem. Tần Sơn gật đầu, sau đó lão ta nói, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Hách Liên Thiên trầm ngâm một lúc. Tần Sơn lại hỏi, định thế nào đây? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, bị bẽ mặt như thế rồi, e là bọn họ sẽ đi tới cực đoan. Đi nói với đám người Tiểu An, chớ có ra khỏi thành, không. Chớ có ra khỏi võ viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.